Với cô tu nữ kính chào huynh chánh ngộ sư Hồng Nhật, sư Căn Thư, sư Mita, chị Diệm Nguyễn và đạo hữu nghĩ lại 2001. Hôm nay ngày đầu tuần, trước khi bước vào buổi sinh hoạt, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Nam Mô Tất Sa Sa Cụ Va Tô Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viên tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viên tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viên tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, lành đánh giữ lợi quần sinh. Tăng Araha Dikuna Sang Yutang Buddhang Sirasa Nama Mikancha Buddhang Imbe Hisakare Hi Apipu Chayyami. Hồng danh Phật, nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm, vô thượng sĩ pháp thân tình diệu, bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đại toàn giác thế tôn trong đời. Tăng xoa khai tai đi quân là sang vô tăng tham măng sẽ là sa nam ma mi tăng cha tham măng ni mê hi sa ca re hi a pi pu cha ya mi pháp vi diệu cha lành kéo dài lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ pháp nhân liễu tường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngõ vòng trần chỉ nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sân khai tai đi quân là sân vô tăng sân khăn sẽ là sa nam ma mít tăng cha sân khăn y mê hi sa ca rê hi a phi pu khe gia mi bậc diệu hành thinh văn thích tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh của dưới tòa thế tôn thành đồng quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kinh lễ một niệm hình chúng quần bước điền thế gian ra tận áp tây giác sau quần đà ni do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo thủy từ giao hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Xin thưa đạo tràng, như thường lệ chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ, tức là từ 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi mà có thể chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ thôi, có thể huynh pháp hữu sẽ đến sớm, tức là 5 giờ huynh sẽ đến sinh hoạt của chúng ta. Như vậy thì trong khoảng thời gian nửa tiếng chúng tôi xin ôn lại ý nghĩa của rằm tháng 10, tức là hôm nay là ngày 22 âm lịch tại Việt Nam, và hôm nay cũng là ngày lễ vô của ngài Cố Hòa Thượng Hộ Giác tại chùa Pháp Vân. Như vậy thì trong tháng 10 này có những cái ý nghĩa quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Có năm tháng 10. Ý nghĩa đầu tiên của ngày rằm tháng 10 cũng được tưng là ngày của tăng bảo. Ngày Phật bảo tức là ngày rằm tháng 4.
Ngài Pháp Bảo là ngày rằm tháng Giêng, và ngày Tam Bảo là ngày rằm tháng 10. Tại sao gọi là cái ngày của Tam Bảo? Bởi vì ngày rằm tháng 10 này là cái ngày mà Đức Phật Gautama đã thọ ký một vị tỳ khưu sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Ý nghĩa này chúng tôi cũng đã trình bày rồi ha, và này sẽ lặp lại. Ý nghĩa thứ nhất là Đức Phật Gautama thọ ký một vị khưu tên là Achita sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai, có hồng danh là Maitreya. Ý nghĩa thứ hai là ngày đúng ngày rằm tháng 10, Đức Phật phái 60 vị thánh ấn đi truyền bá giáo pháp, tức là những vị thánh tinh văn của Đức Phật sẽ thực hành cái hạnh nguyện tác Như Lai sứ, hành Như Lai sứ, tức là đem giáo pháp truyền bá trên khắp thế gian. Cái điều thứ hai đó là cái sứ mạng hoằng pháp của chư tăng. Ý nghĩa thứ ba của ngày rằm tháng 10 đó là cái ngày mà Đức Phật ngài đã tế độ 1000 vị tỳ khưu, tức là nói là ba anh em của đạo sĩ Uruvela. Uruvela vị đạo sĩ đầu, vị anh cả, có 500 tùy chúng. Rồi cái người thứ hai là Gaya Kassapa có được 500 có được 300 hội chúng. Và người em út là Nadi Kassapa, tức là cái vị này có được 200 đồ chúng. Tất cả 1000 vị đạo sĩ có để cái biến tóc ở trên đầu á, được Đức Phật tế độ trở thành những cái vị tỳ khưu Ehipiku. Thì đây là ý nghĩa thứ ba, tức là tế độ cho 1000 vị tỳ khưu trở thành quanh Ehipiku. Ý nghĩa thứ tư là cái ngày hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật, ngài Sariputta và ngài Moggallana, hai vị này nhập Niết Bàn. Tức là đúng cái ngày này thì ngài Sariputta đã về cái nơi chôn nhau cát vốn, cái nơi sinh đẻ của chính mình, và chính là trong cái phòng đó ngài đã nhập Niết Bàn đúng ngày rằm tháng 10. Và trước khi nhập Niết Bàn, mặc dù thân của ngài mang trọng bệnh, ngài cũng đã tế độ được cho người mẹ là một vị Bà La Môn Tà Kiến đã trở về với giáo pháp và trở thành một vị thánh dự lưu. Đó là ý nghĩa thứ tư. Và ý nghĩa thứ năm của ngày rằm tháng 10 đó là cái ngày cuối cùng của lễ dân y đến chư tăng. Vậy thì với năm ý nghĩa của ngày rằm tháng 10, chúng tôi cũng đã trình bày ý nghĩa đầu tiên ha, ngày của Tăng Bảo, tức là cái ngày mà vị tỳ khưu Achita được thọ ký. Thì bây giờ ôn lại cái vấn đề, cái điều thứ nhất ha. Hôm trước thầy có những vị đến đạo tràng, có những vị chưa đến, và nhiều khi nghe một lần quý vị nghe không rõ. Thì bây giờ chúng tôi ôn lại rồi tuần tự quý vị hoan hỷ ha. Mặc dù lặp lại nhưng mà chúng ta nghe nhiều lần và đi vào tiềm thức để biết rằng ngày rằm tháng 10 là cái ngày của Tăng Bảo. Quý vị biết rằng Đức Bồ Tát sinh ra mới có 7 ngày thì mẹ, tức là Hoàng hậu Maya Thăng Hà. Mà Hoàng hậu Maya Thăng Hà theo một cái thông tục của chư Phật, tức là coi như
trong chư Phật quá khứ cũng vậy. Đây là một cái thông tục, một cái truyền thống. Mà khi mà sinh ra một vị Phật tương lai thì người mẹ phải có một cái sự trong sạch thanh khiết. Và chính vì vậy cho nên cái quy luật là sinh ra 7 ngày thì Hoàng hậu Maya thăng hạ và hóa sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Trong khi còn nhỏ bơ vơ như vậy thì Di Mẫu, tức là em của Hoàng hậu Maya, tức là Mahapatigotami, bà này là em ruột của Hoàng hậu Maya, đứng ra để săn sóc cho Thái tử Siddhartha và sống trong vòng tay của Di Mẫu tới năm 29 tuổi trong cung vàng địa ngọc, rất là sung sướng như vậy. Nhưng mà năm 29 tuổi, cái cơ duyên đã chín mùi, tức là Thái tử Siddhartha muốn, ý của vua cha Tịnh Phạn là muốn cho Thái tử Siddhartha biết rõ để vấn đề xử sự sau khi nắm cái vương quyền lên đăng quang làm vua phải có một cách xử sự coi như nó thiết thực. Và đức vua Tịnh Phạn đã cho Thái tử Siddhartha đi ra 4 cổng thành để tham quan, nhìn thấy sự sinh hoạt của dân chúng và sẽ thích nghi sau khi lên làm vua. Và quý vị biết rằng Thái tử Siddhartha là một người rất đặc biệt. Khi vừa sinh ra thì có một vị đạo sĩ tên là Asita, tức là A-tư-đà. Vị đạo sĩ này có được thần thông ngũ thiền, và vị này nghe tin một ví nhân ra đời. Bởi vì khi mà sinh ra có những hiện tượng rất là đặc biệt, qua thiên văn địa lý thì vị đạo sĩ này biết rằng một vĩ nhân, một đấng cứu thế xuất hiện trên thế gian và đến xin được ra mắt để chiêm ngưỡng cái dung nhan của vị Thái tử mà sinh. Khi thấy được 32 tướng tốt, 80 tướng phụ xuất hiện trên thân tướng của Đức Bồ Tát thì đạo sĩ Asita hoan hỷ quá, vui mừng về nhà. Nghĩa là khi mà vui mừng như vậy thì một cái điều ngạc nhiên nữa là mới sinh như vậy nhưng gặp cái bàn chân của Thái tử đã đế lên trên đầu của đạo sĩ Asita, trong khi đạo sĩ Asita vừa cúi xuống hân hoan coi như lễ bái ha, mừng vui á, thì cái bàn chân của Thái tử Siddhartha đã đế lên trên đầu. Và thấy những cái trường hợp đặc biệt như vậy, tâm mừng, quan hỷ cười. Và sau 3 tiếng cười lại khóc. Cười và khóc, đó là một cái trạng thái của một người bình thường. Nhưng mà đây là một vị đạo sĩ mà đắc đạo rồi, tức là có thần thông, đạo cao đức trọng. Tại sao có những cái nụ cười, tại sao có những cái khóc một cùng một lúc như vậy? Thì Đức Vua Định Phạm nhau và hỏi tại sao, và tại sao khóc? Đạo sĩ Asita mới trả lời cười vì đây là một vị chuyển luân thánh vương đã xuất hiện trên thế gian này. Mà nếu cái vị này mà không làm chuyển luân thánh vương, làm vua của đời của tam thế thì vị này sẽ là một cái vị siêu xuất thế gian, một vị Phật trong tương lai, trong kiếp này. Vua Tịnh Phạn mới nghe như vậy, chấp nhận ý nghĩa đầu, tức nghĩa là con ta sẽ là một vị đại đế thống lãnh toàn cái quả diêm phù này, không muốn rằng người con thân yêu của mình sẽ trở thành một vị Phật mà muốn làm vua của thế gian. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài đã cho xây dựng 3 cái tòa lâu đài theo thời tiết, xuân hạ thu đông, 4 tòa lâu đài. Đến tòa lâu đài đó rất thích nghi cho Thái tử Siddhartha. Trời nắng, trời lạnh, trời mưa, trời gió thế nào
Ở trong lâu đài đó vẫn thấy mùa xuân, tức là một cái chiếc lá vàng rơi. Là những cung nhân, những tỳ nữ ở trong cái lâu đài đó phải bị chết. Tức là một chiếc lá vàng không hề có, một chiếc khô rụng xuống không hề có. Phải quét, phải dọn trước khi thái tử sức thức dậy. Tức là những cung nữ mà có một cái nếp nhăn ở trên nắp mặt, những tỳ nữ nào mà có vẻ buồn bã trong hoàng cung đó thì cũng bị sa thải. Tức là luôn luôn có những nét thanh xuân tươi trẻ. Và khi mà không chín đổi thì Đức Vua Tịnh Phạn muốn cho người con thân yêu của mình trở thành một cái vị vua quang minh chính đại. Cho nên cho người con của mình đi bốn hoàng thành, đi bốn cửa của hoàng thành để coi cái dân tình họ sinh hoạt thế nào, sau khi làm vua sẽ được thích nghi. Thì một lần đi như vậy á, là nghỉ 3 tháng, một năm á, 12 tháng thì được coi như là cái tuần tự đi một lần nghỉ 3 tháng. Thì lần đầu tiên Thái tử Siddhartha đi ra khỏi thành thì thấy một người bệnh. Thấy một người bệnh mà trong hoàng cung chưa hề có, chưa hề thấy. Khi thấy người bệnh như vậy thì Thái tử Siddhartha cũng ngạc nhiên. Tại sao có một người có như bệnh hoàng, có như mà lỡ lói, mà có như đau khổ, mà rên ra như vậy. Thì mới hỏi sao nào. Vì cớ chi mà có người có một cái thân xác như vậy mà sao bây giờ nhìn thấy ghê quá. Thì Sa Lạc cũng theo cái giọng nói các vị chư thiên truyền lại, tức là những vị thiên nhập vào Sa Lạc, để cái giọng nói của Sa Lạc có một ý nghĩa thức tỉnh nhiều hơn là vấn đề thường tục của thế gian. Thì Sa Lạc mới nói rằng: kính thưa hoàng tử, con người sinh ra bệnh hoạn ốm đau là thường, và chính hoàng tử sau này cũng có thể bị những bệnh hoạn ốm đau như cái ông già kia vậy. Một thời gian nào đó thái tử sẽ bệnh hoạn ốm đau khi tuổi về già, khi tuổi xuân, và bệnh hoạn ốm đau không có phân biệt một cái người nào cả. Nó đến là nó đến, và chúng ta chịu cái quả. Khi cái nhân quá khứ chúng ta đã gieo như thế nào thì chúng ta phải chịu như thế đó. Thì tự nhiên ở trong hoàng cung đi ra vui vẻ thảnh thơi, chưa bao giờ thấy một cái người bệnh hoàng hoài rên la như vậy. Và nghe Thái tử nghe Sa Lạc nói rằng chính bản thân mình trong tương lai cũng có thể bệnh như người đó, thì các Phật Trí Tri nhìn người đó và nhìn của mình, Thái tử buồn bã bỏ đi về. Và đó là cái cuộc du hành lần đầu. Rồi 3 tháng sau vui ngoài đi thăm quan dân tình lần nữa, và đang vui vẻ chuyện trò cùng với Sa Lạc và đoàn quân tùy tùng, nhìn những cái cảnh rất là tươi mát do Đức Vua Tịnh Phạn đã sai dân chúng là coi như phải chuẩn bị, không để những hiện tượng buồn rầu sầu khổ bi quan xuất hiện. Nhưng mà rồi một vị thiên sứ đã xuất hiện trong cái lần đi thứ hai, đó là một ông già, cái thân cong xuống như là một cái tre mà đã già, nó cong xuống chống trên một cây gậy, đôi bàn chân run rẩy mà đi từng bước siêu vẹo ở bên lề đường. Hoàng tử ngạc nhiên
Tại sao mà có con người, sao mà nó tàn tạ đến cái lỗi mà phải chống cây gậy mà còn đi run rẩy siêu vẹo mà ốm o như vậy? Thì đó là một hiện tượng mà ở trong hoàng cung chưa bao giờ thấy. Và thầy tử đã hỏi Sanat, cái gì vậy? Thì Sanat mới trả lời, đó cũng là một con người. Nhưng thời thanh xuân đã trôi qua, sự lão hóa và biến thành một con người. Và bây giờ cũng ông già này cũng sắp đến ngày đi về với ông bà, tức là sắp đi đến cái sự chết. Cho nên con người không còn sức lực nữa, run rẩy lê đi từng bước như vậy. Và nghĩ đến cái thân tráng kiện của mình, thái tử cảm thấy ngao ngán, ôi, thời gian trôi qua nó tàn phá cái tuổi thanh xuân, để rồi cái sự già nó đến, nó buồn rầu sầu khổ sao mà chống cái gậy đi còn không vững nữa. Thì đó cũng là một cái nỗi buồn. Nỗi buồn thứ nhất là bệnh ha. Nỗi buồn thứ hai bây giờ gặp với sự già cả nó chi phối nữa. Và ông ta buồn, Đức Bồ Tát buồn lắm. Cho về hoàng cung trong cái nỗi buồn rầu sầu khổ. Và ở trong hoàng cung hòa nhập với cuộc sống vui vẻ, và thái tử cũng đã quên đi cái bệnh, cái nhà, rồi nguôi ngoai cảm thấy rằng mình chuẩn bị làm vua thì phải biết dân tình như thế nào. Lần thứ ba thái tử lại xuất thành cùng với Sanat. Trong lần thứ ba này thì vui vẻ trên con đường, trên con đường đi vui vẻ như vậy thì bỗng nhiên có một người tử thi ở bên đường. Mà cái tử thi này tức là do những cái vị thiên sứ, những cái vị chư thiên hóa hiện ra. Bệnh cũng vậy, lão cũng vậy, mà bây giờ tử, tức là cái xác chết kia cũng do chư thiên hóa hiện. Quý vị biết ở Ấn Độ thời kỳ đó có những cái hình thức quả tán, thủy tán, điểu tán, rồi địa tán, tức là những hình thức mà khi người chết họ đem họ thải xuống sông Hằng hoặc là họ thiêu rồi cái hình thức mà Đức Bồ Tát thấy đó là hình thức điểu tán, tức là cái xác chết đó để ở khoảng trống bên vệ đường, hoặc là trên đồng trống, hoặc là ở trên một cái tảng đá lớn, rồi những con quà quạ trên kênh, những quà quạ trên kênh nó tới nó ăn cái xác chết đó, hoặc là chó sói gọi là linh cẩu nó đến ăn cái xác chết đó, thì cái đó gọi là điểu tán. Và nhìn cái chết mà bị quà quạ trên kênh nó mổ còn lại như vậy thì nó thảm thương, cái chết của người nó mất ý nghĩa, coi như là quan trọng. Đức Bồ Tát nhìn cái cảnh đó cảm thấy đời rút về với các bụi hồi thú vật. Đức Bồ Tát thấy cái cảnh đó rất là buồn. Cái ngày tàn của người là một bữa ăn cho các loài thú. Chính cái điểm đó làm cho Đức Bồ Tát hoàn cuộc sống mình, để rồi khi nằm xuống hành trang mình có được những cái gì ngán cho kiếp người. Đức Bồ Tát trở về hoàng cung. 3 tháng qua ngồi ngoài, rồi lần đi thứ tư có còn thấy được cái bệnh lão tử nữa hay không? Trong khi đương vui vẻ như vậy đi trên đường thì bất ngờ gặp một cái vị sư đầu trần chân đất, ngay là
tay thì cầm bình đá với cái nếp y sòng y màu nâu sòng rồi đi giữa trưa nắng mà đi đứng một cái tư cách rất là khoan thai, rất là trầm tĩnh, rất là nhẹ nhàng. Tại sao mình lòng dù như thế này mà cảm thấy bực bội giữa buổi trưa, mà cái vị sư này là đi một cách thản nhiên, bình thản như vậy? Thì chính cái thái độ của một cái vị tăng xuất hiện như vậy làm cho thái tử ngạc nhiên và kêu lại hỏi: vì có chi ăn bận khác thường, thầy rằng tôi sở du phương tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. Đức Phật đang nghe cái sự trả lời này thì mới cảm thấy rằng đây là một cái bài toán, một cái đáp số đã được phơi bày. Cái vị này đầu trần chân đất này, trên cái hình tướng là một người xuất gia, và cái mục đích tu tập để làm gì? Tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. Cái già, cái chết mình đã thấy, đó là một cái nỗi ám ảnh, một sự rai rứt. Mà bây giờ cái đường hướng của cái vị này cho chúng ta biết, chỉ có vấn đề tu mới thoát khỏi con đường tử sanh. Vậy thì bệnh lão tử đã làm cho Đức Bồ Tát trăn trở. Nhưng mà hôm nay thì gặp một vị sư này cho biết rằng chỉ có con đường tu tập thì thoát khỏi cái vấn đề bệnh lão tử. Hoan hỷ quá. Trong sự hoan hỷ đó, vui mừng đó, có được một lối thoát. Vừa bước chân về hoàng cung trong cái niềm vui vô tận thì được một tỳ nữ báo tin: công nương Yasodhara Yajudala vừa hạ sinh một hoàng tử. Thì trong hoàng cung khi vừa sinh thái tử thì công nương Yajudala đã cho một tỳ nữ đã đứng ngoài cổng thành chờ, trước cái hoàng cung chờ để báo tin cho người cha, tức là thái tử ra, thái tử Siddhartha biết rằng vừa có một hoàng tử và muốn cha của đứa bé đặt tên cho hoàng tử là tên gì. Thì khi mà báo tin như vậy thì người tỳ nữ đó đã nhận được ba tiếng Rahu Lát, tức là đang vui mừng vì có một hướng đi, nghĩa là một lý tưởng. Nhưng mà bây giờ cái hướng đi đó bị ràng buộc, bị trói buộc bởi một cái vị hoàng tử mới ra đời. Cho nên thái tử Siddhartha đã thốt lên sợi dây trói buộc Rahula. Rahula có nghĩa là sự trói buộc. Nhưng mà người tỳ nữ kia nghe chính miệng của người cha đã nói lên với đứa con thân yêu vừa mới sinh là chữ Rahula, cho nên cũng về bấm báo lại, và sợi dây trói buộc đó kéo dài cái cuộc sống của thái tử Rahula sau này. Trở lại vấn đề, năm 29 tuổi khi thấy được bốn cái hiện tượng bệnh lão tử tăng và Đức Bồ Tát, trong khi hoàng cung đang vui mừng, hoàng tử rằng là vừa xuất hiện trên thế gian, trong cái sự vui say mừng rỡ như vậy, thì chính lúc đó thái tử Siddhartha đã từ bỏ hoàng cung cùng với Sanna, cùng với ngựa kiền trắc đi tìm sự thật, bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dòng muôn sự chuyển ly thế tịnh, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Sự ra đi của Đức Bồ Tát trong 6 năm tầm đạo, cái phong tục tập quán hồi đó đối với những người tu, sự khổ hạnh là số 1. Sự khổ hạnh chứng tỏ đó là những bậc chân tu, nghĩa là có giá trị. Và Đức Bồ Tát cũng đã thực hành sự khổ hạnh, thực hành sự khổ hạnh đến cái độ mà có những cao thượng nhất, tối thắng nhất. Có nghĩa là
hạn chế vấn đề ăn uống. Thay vì ăn uống giảm thiểu từ từ cho đến khi chỉ cần dùng một hộp mè để sống trong một ngày. Một hộp mè thì quý vị thấy dinh dưỡng có những gì, rồi những vị như thế ăn thấy sức khỏe của Đức Bồ Tát xuống cấp. Mới nói là đem vật thực của chư thiên đưa vô cái đàn gia của Đức Bồ Tát, nhưng mà Đức Bồ Tát là từ chối. Những cái dưỡng tố của thiên Đức đều phủ nhận, không chấp nhận. Và chính những hột mè đó không đủ, đủ sức để thân thể của Đức Bồ Tát được khỏe mạnh. Cho đến một hôm khi muốn đứng dậy, Đức Bồ Tát yếu đến nỗi lấy cái tay đưa vô cái bụng thì nó đụng cái xương sườn, xương sống và sức khỏe nó giảm thiểu tối đa như vậy. Nó kiệt lực đến cái độ khi mà chống cái tay trên cái đầu gối để đứng dậy thì lại té nhào xuống, không còn sức lực nữa. Và khi té nhào xuống như vậy thì Đức Vua Trời Đệ Thích mới xuất hiện và đem một cây đàn có ba sợi dây. Cái sợi dây căng quá, khi vừa để phím vào thì đã bứt đứt luôn, tức là nó căng quá chịu không nổi, mới để cái phím đàn vô để được. Sợi dây thứ hai quá trùng, không phát ra âm thanh. Và còn lại cái sợi dây thứ ba, tức là sợi dây trung dung, không trùng mà cũng không thẳng. Chính cái sợi dây này đã phát ra những âm thanh du dương trầm bổng. Và Đức Bồ Tát biết rằng sự tu tập không nên căng quá. Căng quá là khổ hạnh, mà dùng quá là lợi dưỡng. Mà lợi dưỡng và khổ hạnh thì giống như hai dây đàn kia, chỉ có vấn đề trung đạo đi con đường giữa mới có kết quả tốt đẹp. Kính thưa quý vị, Quỳnh Pháp Hữu đã đến với đạo tràng chúng ta và thời gian còn lại là thời gian của Quỳnh Pháp Hữu. Alo, Quỳnh Chánh Ngộ, Quang Hỷ ha. Quỳnh Chánh Ngộ, Quang Hỷ coi như thỉnh giảng sư nha. Rồi, xin mời. Nam mô Bụt Thầy, con xin đọc bài thỉnh giảng sư. Rama chaloka thipati sahampati katan chali anthivarang aya chatha santi thasata parachakhachatika dese tuthamang anukampimang pachang Sathamma ferin vinayan chakayan sutan chapanthang avithamma chammang akotayanto chatusak chadandang papo thaneye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dưỡng pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí truy vẹn toàn. Nhà con kính nhường mic này cho chú Pháp Hữu. Dạ, cảm ơn Huynh Chánh Ngộ. Con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, các bạn chị Nhật Bình, cảm ơn Huynh Chánh Ngộ. Trước khi bắt đầu buổi chia sẻ Phật Pháp sáng hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivademi
Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Chúng tôi xin vào cái đề tài của buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Đó là tiếp tục về cái trình bày về chương 3 của cuốn sách Quán niệm về hơi thở của Ngài, tác giả là Ngài Tỳ Khưu Analayo, một tăng sĩ người Đức. Hiện nay có viết rất nhiều sách và hoằng pháp nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Đức và ở bên Mỹ. Kính thưa quý chị Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, trước hết thì cũng xin thông báo là có thể buổi chia sẻ Phật Pháp, đàm luận Phật Pháp sáng hôm nay là như là cái buổi cuối cùng của năm 2019. Bởi vì sau đó thì tuần tới thì chúng tôi bắt đầu đi du hành, đi miền Đông nước Úc, thăm con gái với cháu ngoại, rồi trở về nghỉ xả hơi vài ba ngày, rồi sau đó lại lên đường đi Mỹ ở cho tới cuối tháng 12, và trở về Perth, trở về Tây Úc là ngày cuối năm, năm dương lịch, ngày 31 tháng 12, để mà đón mừng ăn Tết dương lịch 1 Tây tháng Giêng 2020 ở tại Úc. Thành thử ra khi chúng tôi đi xa như vậy thì thông thường chúng tôi không có trực tiếp đi vào các cái mạng truyền thông trên Internet, mà chỉ thỉnh thoảng là chỉ liên lạc qua mail riêng cho những cái tin riêng cần thiết thôi, chứ không có tích cực tham gia sinh hoạt vào trong bất cứ một cái diễn đàn nào hết. Nói ra chúng như là mấy lần trước thì khi đi xa như vậy thì không có vào Paul Talk được. Thì cũng xin báo đến sư Trí Đức và các anh chị trong ban điều hành là coi như bữa nay là bữa cuối cùng của năm 2019. Rồi sau khi chúng tôi trở về Perth thì bắt đầu trở lại tiếp tục là khoảng đầu tháng Giêng dương lịch. Chúng tôi xin sẽ thông báo, sẽ liên lạc sau để báo sau, nhưng mà ở đây thì chỉ báo trước như vậy. Không biết còn nghe được không? Trong khi chúng tôi trình bày như vậy như thường lệ thì có một số cái biểu đồ cũng như bản tóm tắt đưa ra cái link mà chị Nhật Quỳnh có chạy cái banner, cái thông báo đó. Thì mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên để cho thấy rõ cái dễ theo dõi hơn. Thì cái cuốn sách này mà chúng tôi chia sẻ trong mấy tuần qua, và có lẽ là cũng phải thêm một thời gian nữa, khoảng 6 buổi nữa, đó là chúng tôi muốn chia sẻ về cái cuốn sách mới nhất của Ngài Tỳ Khưu Analayo, Bhì Khưu Analayo, Mindfulness of Breathing, Quán niệm hơi thở, hướng dẫn thực hành và các bản dịch.
Thì chúng ta là Phật tử thì chắc là đa số đều có tham dự thiền hoặc là đến chùa. Chúng tôi thấy rất hoan hỷ là trong thời gian gần đây, ngay cả những cái buổi thuyết giảng, thuyết pháp thông thường hay là những cái lớp học Phật pháp ở dưới đất, ở những chùa ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, thì các thiền sư hoặc các giảng sư trước khi bắt đầu những cái buổi thuyết pháp hay là thuyết giảng đó thì đều hướng dẫn mọi người nhắm mắt hành thiền, niệm hơi thở khoảng 5-10 phút gì đó để cho cái tâm nó an định, rồi sau đó thì mình mới có thể theo dõi có nhiều kết quả. Và đó là điều rất tốt mà chúng tôi thường thực hành trong nhiều năm qua, ngay cả khi chúng tôi còn là một cái hội viên tích cực ở trong Hội Phật giáo Tây Úc và có làm thành viên ở trong cái ban quản trị hay là ban trị sự đó, ban hộ trì Tam Bảo. Có một thời gian năm 1998-99 thì đã làm hội trưởng 2 năm. Thì mỗi một buổi họp hàng tháng như vậy để mà hoạch định chương trình, cũng duyệt lại cái chương trình làm việc. Mỗi buổi họp như vậy thì thường thường trước khi bắt đầu họp thì ngồi sư Ngài Ajahn Brahm hướng dẫn theo dõi hơi thở, tịnh tâm khoảng 5 phút hoặc là 10 phút. Rồi sau đó mới có những cuộc họp, cuộc thảo luận. Và mình thấy có cái khi mình ngồi định tâm 5-10 phút như vậy thì cái tâm mình nó an định. Và từ đó là mình tham gia hoặc là vào những cái cuộc họp, thảo luận nhẹ nhàng, thân thiện và xây dựng hơn. Nên là đó là cái điều rất là quý. Và cái tinh thần đó thì ngày nay chúng tôi thấy áp dụng được hầu như tất cả những cái lớp, những buổi thuyết giảng và cái lớp học ở các chùa. Và đó, cái điều đó là mình là một điều rất tốt. Là, trở lại vấn đề ở đây là theo dõi hơi thở, quán niệm hơi thở, cho dù là dùng một cái danh xưng hay là một cái từ ngữ gì nữa thì mình thấy là theo lấy cái hơi thở làm đề mục, nhiếp cái tâm mình lại, tạm thời buông bỏ những chuyện khác trong một thời gian 5-10 phút thôi. Lâu hơn càng tốt, nhưng mà chỉ 5-10 phút thôi cũng đủ để có nhiều cái kết lợi rất là thực tế. Và chúng ta biết rằng trong kinh điển Đức Phật, trong 45 năm thuyết truyền giảng hoằng pháp, thì Ngài tùy theo căn cơ, tùy theo cái hoàn cảnh, Ngài giảng có những cái đề tài khác nhau. Hay cả trong những cái đề tài thiền quán cũng có nhiều đề khác khác nhau, những cái đề mục khác nhau. Nhưng mà lúc nào Ngài cũng nhấn mạnh về hay là đa phần, ngay cả chính bản thân Đức Phật khi còn là một hoàng tử trẻ, còn là một vị Bồ Tát ngồi dưới cây đào, cây bận, Ngài cũng đã biết được, đã tập được do những cái phước duyên từ tiền kiếp, Ngài đã theo dõi hơi thở. Và cái đêm thành đạo là Ngài cũng theo dõi hơi thở, rồi hành thiền, rồi sau đó mới đắc đạo. Và trong cái suốt thời gian cho đến khi nhập diệt, lúc nào Ngài cũng dùng cái đề mục này, và Ngài thường đem giảng và khuyên mọi người nên áp dụng cái đề mục này. Và trong cái cuốn sách cuốn luận nổi tiếng của Thanh Tịnh Đạo của Ngài Buddha Gô Xá, viết ra khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì mình thấy Ngài liệt kê, tóm tắt liệt kê 40 đề mục. Tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi hành giả, mình có thể sử dụng một hay hai đề mục nào. Nhưng mà cái đề mục về hơi thở là Ngài cũng bình luận cho rằng đó là cái đề mục thích hợp cho tất cả mọi căn cơ, mọi hoàn cảnh. Cái điều đó quan trọng cho đó. Bởi vì nhiều khi bây giờ thì mình còn đôi khi mình không có đủ phước duyên để mà tham vấn hay theo học một cái khóa thiền hay nhiều khóa của những vị thiền sư nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm. Thật ra mình cũng đôi khi mình cũng không biết cái căn cơ mình như thế nào. Mình phải thử cái đề mục này, đề mục kia. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, nếu mà để cho nó chắc ăn nhất mà gọi là thích hợp ý, là mình cứ chọn đề mục hơi thở. Hơi thở là coi như là tổng quát, đó là căn bản. Rồi mình có thể nếu mà đầy đủ phước duyên, mình có thể tìm được những cái đề mục khác thích hợp cho hoàn cảnh của mình, cho căn cơ của mình, để mình có thể tiến xa thêm. Nhưng mà cuối cùng
căn bản là cốt lõi là theo dõi hơi thở, rất quan trọng. Dầu cho mình mang tên đó là thiền samatha, thiền vipassana cái gì đó, thì đó là những cái tên gọi, danh xưng thôi. Theo cái nhìn của chúng tôi là vậy, thiền minh sát, rồi thiền quán, thiền định. Cốt lõi là mình phải nắm cái căn bản trước, tức là phải biết sử dụng thành thạo pháp niệm hơi thở. Và ngoài cái tựa đề chính là quán niệm hơi thở, có một cái hàng tựa đề thứ hai ở dưới để bổ sung thêm, để gọi là nhấn mạnh thêm về cái nội dung của sách, là hướng dẫn thực hành là thứ nhất, và các bản dịch là thứ hai. Ngài Thi Khu A-la-vô, Ngài là người Đức, thành ra Ngài có một cái đặc biệt, điểm đặc biệt là rõ ràng, rất là chính xác và khoa học. Đôi khi cái lối hành văn hoặc là cái lối nói chuyện của Ngài có vẻ hơi cứng, có dùng nhiều cái từ ngữ lạ và không có nghe, không có hấp dẫn, nhưng mà chính xác và gọn. Rồi mình thấy cái cuốn sách này Ngài soạn ra đề tài chính là cái quan niệm hơi thở, nhưng mà tập trung vào việc hướng dẫn thực hành, đồng thời giới thiệu các bạn. Và chúng tôi thấy đọc thì hơi lạ cái khung sườn, cái cấu trúc thì thấy hơi lạ lối trình bày của Ngài, nhưng mà mình thấy tập trung là để chúng ta thực hành. Và thứ hai, đặc biệt hơn, có lẽ là tương đối là hiếm có trong cho tới giờ phút này, có thể trong tương lai có nhiều cuốn sách khác, nhưng mà qua những cái gì chúng tôi đọc và biết được thì cái điểm thứ hai này tương đối khó thấy ở trong những cuốn sách khác, là Ngài đưa ra những cái bản dịch dựa theo cái bộ A Hàm của Hán Tạng để so sánh đối chiếu với lại các bài kinh trong Pali, để chúng ta có cái nhìn bao quát hơn. Điều đó cũng là một cái điều hay. Đối với người Phật tử ở Việt Nam chúng ta là càng dễ dàng hơn, bởi vì mình có cái phước duyên là mình có được cái bản dịch từ tiếng Pali của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, rồi sau này có thêm những bản dịch của các vị tôn túc khác, như của sư Indra Chanda, đó là bản dịch thẳng từ gốc Pali. Rồi đồng thời chúng ta cũng có những cái bản dịch từ Hán Tạng của bộ A Hàm, đầu tiên là của Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và Hòa Thượng Thanh Từ. Sau đó thì có thêm một bản dịch mới của Ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Hòa Thượng Đức Thắng này. Và chúng ta có thể đọc thẳng và so sánh. Trong khi đó những cái về Phật tử bên Mỹ thì lại không có cái may mắn đó. Họ chỉ có được cái bản kinh Tạng Pali dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức thôi. Còn bản A Hàm thì từ Hán Tạng thì chưa được dịch hoàn toàn. Ngài A-la-vô là cũng đang dịch một số, nhưng mà chưa gọi là hoàn tất. Thì Ngài chỉ trích ra những cái bài kinh nào mà Ngài thấy có liên quan đến quán niệm hơi thở, Ngài đưa ra để mà giới thiệu và để trình bày so sánh đối chiếu, để chúng ta đọc, chúng ta có một cái nhìn bao quát và cân bằng hơn. Điều đó là cái phần thứ hai. Để mà có lẽ chúng tôi sẽ không trình bày phần đó, đó là tùy duyên. Nhưng mà chúng tôi chỉ nhấn mạnh vào trong cái 6 chương đầu tiên, tức là Ngài đưa ra những cái phân tích dựa theo bài kinh quán niệm hơi thở của Trung Bộ Kinh của Tạng Pali, và có những cái hướng dẫn thực hành. Rồi chúng tôi sẽ trình bày, chia sẻ, đọc tới đâu thì chia sẻ tới đó. Thì trong 6 chương đó Ngài coi như là 6 bước để mà chúng ta thực hành. Đầu tiên là chương thứ nhất nói về niệm và hơi thở, mà chúng tôi trình bày rồi, ở đây bữa nay chỉ ôn lại thôi, là coi như là bước sửa soạn dựa theo một cái câu văn của bài kinh. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ thêm. Thứ hai là bắt đầu, cái chương thứ hai là quán thân, tức là nói về 4 bước đầu tiên của bài kinh quán niệm Anapanasati Sutta. Có 16 bước Đức Phật hướng rằng chúng ta phải thực hiện 16 bước. 16 bước này chia làm 4 nhóm, 4 bộ. Mỗi bộ là 4 bước, mỗi nhóm là 4 bước. Thì tương ứng với lại quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. 4 x 4 là 16. Thì 4 bước đầu tiên là tập trung để quán thân.
Rồi qua chương thứ ba, tức là quán các cảm thọ, chúng tôi sẽ trình bày thêm, tức là từ cái bước thứ 5 cho tới bước thứ 8 trong cái bài kinh. Rồi qua đó là quán tâm, là từ thứ 9 cho 12, và quán các pháp là từ 13 đến 16. Đó là coi như là, và chương thứ 6 là nói thế nào là ôn trở lại, nhìn qua quát trở lại, và làm sao để chúng ta phát khởi được bảy giác chi, thất giác chi, và trong tinh thần bốn pháp lập niệm. Và đó là cái điểm mà chúng tôi thấy là cần phải chia sẻ. Mình đọc tới đâu là mình hiểu, thì mình chia sẻ tới đó. Đọc rất là khó hiểu, chúng tôi đọc đi đọc lại có thể 2-3 lần rồi mà thấy cũng chưa có dám gọi là thật được hiểu hoàn toàn. Nhưng mà nhờ mà mình cố gắng, mình động não, rồi sau đó mình trình bày như vậy thì mình hy vọng là mình sẽ hiểu thêm. Là trong khi chúng tôi trình bày như vậy có những cái sơ sót thì đó là điều đương nhiên. Cũng mong quý chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu hoan hỷ thông cảm cho điều này. Đó là cái khung sườn của cuốn sách Quán niệm hơi thở của ngài Tỳ Khưu Anālayo. Không biết còn nghe rõ mà. Thì bây giờ chúng ta một điều chúng tôi quên nói. Bữa nay mới sực nhớ lại là bây giờ chúng ta nhìn cái bìa của cuốn sách này. Cái bìa cuốn sách đó, là chụp hình một cái con chim ưng, con falcon, bay trên một cái vùng núi tuyết. Thì đó là cái ý của ngài nói là chúng ta thực hiện 16 bước quán niệm hơi thở này cũng giống như vậy, cũng giống như con chim ưng bay ở trên cái vùng núi tuyết này. Và ngài cũng dựa theo một cái người Âu Mỹ, họ khi còn nhỏ thì họ được học những cái câu chuyện tích sự này kia đó. Thì rất có một câu chuyện rất là phổ thông trong mấy mấy em tiểu học ở bên những trường Âu Mỹ, là chuyện anh Wonderland, cô Alice ở trong cái thế giới diệu kỳ. Thì nói về con mèo của cô Alice, thì từ con mèo nó biến dần dần từ một con mèo dần dần nó sẽ tan biến đi, nó hòa tan vào trong cái khung cảnh, cái bối cảnh chung quanh. Thì dựa theo cái ý đó, và có lẽ ngài cũng dựa theo cái tinh thần của 10 tranh trăn trâu của bên Thiền Tông Trung Hoa, thì trong cái cuốn sách này mỗi chương như vậy thì ngài đưa ra một hình ảnh thay đổi của con chim ưng. Giống chim ưng, giống như một hành giả đang hành thiền, bay ở trên một cái vùng núi tuyết. Thì chúng tôi sẽ bữa nay thì không có kịp đưa ra để trình bày, nhưng mà trên đây chỉ nói sơ như vậy thôi, chứ có một cái khái niệm, tức là giai đoạn đầu tiên sửa soạn, chúng ta sửa soạn như thế nào thì giống như con chim ưng đứng trên một cái núi cao sắp sửa cất cánh bay ra khỏi cái đỉnh núi đó để mà tiến vào trong một cái thung lũng. Thì phải sửa nào, vậy con chim ưng nó phải sửa soạn thế nào, cái hình như vậy. Đó là cái giai đoạn thứ nhất để sửa soạn. Rồi giai đoạn thứ hai là quán thân, tức là nó bay ra, bắt đầu bay lên. Nó bay lên thì nó phải xòe cánh ra, và nó chỉ đập nhẹ 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 mà nó bay thẳng như vậy. Chúng ta thấy hình ảnh còn giống như cái hình ở trong cái bìa này. Đó là cái giai đoạn thứ nhất, tức là cái bước về quán thân. Sau khi nó bay ra khỏi, bắt đầu nó bay lên trên, rồi bắt đầu nó đi xuống cái thung lũng như vậy. Và cái giai đoạn thứ hai, quán các cảm thọ mà chúng tôi trình bày ngày hôm nay đó, sau khi chúng ta hoàn tất cái giai đoạn này, tức là từ bước thứ năm tới thứ tám đó, thì cũng như thể là con chim ưng, cái đầu nó bắt đầu tan biến, nó không tan biến hết nhưng mà cái đầu nó bắt đầu nó tan biến, nó chỉ còn cái cánh và cái thân người nó thôi, nó cũng bay như vậy. Thì nó có những, nó hòa, cái đầu của nó là bắt đầu hòa vào trong không gian, hòa tan vào trong không gian. Và khi nó bay như vậy thì nó vẫn nhìn ra được những quang cảnh thay đổi của núi đồi ở phía dưới. Tức là đó là cái giai đoạn của một thiền giả đã hoàn tất cái bộ nhóm thứ hai, từ bước thứ năm đến bước thứ tám. Thì chúng tôi chỉ xin lấy sơ như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài của ngày cho hôm nay. Thì trước khi đó thì chúng tôi cũng xin mạn phép được ôn lại một cái bài kinh quan trọng khác, mà trong đó thì cái quán niệm hơi thở là một phần của bài kinh đó, mà có lẽ tất cả các anh chị ở đây đều có nghe nói hoặc đã được nghe giảng nhiều lần rồi. Đó là bài kinh Satipatthana Sutta,
bài kinh lập niệm hay là bài kinh niệm xứ. Thì mời các anh chị đi vào trong cái link kế tiếp. Đây là cái biểu đồ mà chúng tôi trình bày đi lại trong 2-3 năm qua mà có lẽ cũng được nhiều người thích và thấy phổ biến nhiều nơi. Đó là dựa theo cái cuốn sách về lập con đường tiến đến giác ngộ của Ngài Thì Khu Anh La Dô, và cũng là cái luận án tiến sĩ của Ngài viết ra khoảng 20 năm trước, được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Anh Ngân, Nguyễn Văn Ngân ở Canada dịch ra tiếng Việt và Ấn Tống ở Việt Nam năm ngoái. Thì đầu tiên Đức, chúng ta đi từ dưới lên trên, thì Đức Phật khẳng định rằng bốn pháp làm niệm hay là tứ niệm xứ là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát, hay là con đường thẳng tiến. Trong những cái sách trước thì dịch là con đường duy nhất hay là con đường độc nhất, mà sau này thì có khuynh hướng các vị học giả cũng như các cao tăng sau này thì có khuynh hướng là có lẽ dịch là cái con đường trực tiếp, con đường thẳng tiến thì đúng hơn. Con đường thẳng tiến đưa đến giác ngộ giải thoát. Và đó là gì? Đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, bốn pháp lập niệm. Và làm sao có được bốn pháp lập niệm này thì có bốn điểm chính chúng ta cần phải, lúc nào cũng cần phải nhớ. Đó là phải nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm và chế ngự tham ưu ở đời. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại ở đây bởi vì nhiều khi mình cũng còn, nhiều khi mình không nhớ hoặc là mình lẫn lộn. Đó là nói về lập niệm. Khi chúng ta nói là chúng ta có chánh niệm thì nó phải gồm có bốn yếu tố: nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu. Phải có một cái sự nỗ lực cố gắng ở trong đó, chứ không phải tự nhiên mà có được cái nhiệt tâm. Lúc nào chúng ta phải hiểu rõ cái đối tượng của mình như thế nào là tỉnh giác. Rồi chúng ta phải ghi nhận, ghi nhớ luôn luôn đó là niệm. Và cuối cùng cái mục đích là phải chế ngự tham ưu ở đời. Nếu mà chúng ta còn tham, còn ưu thì chưa phải là chánh niệm. Ngay lúc đó chưa phải chánh niệm. Nhiều khi mình lẫn lộn giữa niệm và chánh niệm. Nhưng mà bây giờ mình nhớ niệm thì có thể không còn tham ưu. Chánh niệm thì mới là hết tham ưu. Mà lúc nào cũng phải có cái sự nỗ lực cố gắng, chứ không phải tự nhiên có được. Và hiểu rõ cái đối tượng, bốn cái yếu tố để thiết lập chánh niệm. Rồi sau đó Ngài Đức Phật giảng hoặc là đưa ra là bốn nhóm chính, là phải quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Satipatthana có nhiều người dịch là niệm xứ, cái đối tượng, cái xứ, xứ là tôi. Nhưng mà Ngài Tỳ Khưu Analayo cũng như Ngài Bồ Đề, Tỳ Khưu Bồ Đi cũng như một số các dịch giả khác là dịch là nó là cái nền, nó không phải là cái nền tảng thôi, mà phải hiểu nó là cái pháp, cái phương pháp, cái công việc chúng ta thiết lập niệm. Chúng ta tạm dịch là lập niệm. Satipatthana là lập niệm thay vì niệm xứ. Nhưng bây giờ mình cứ dùng lẫn lộn thì cũng không phải sai, nhưng mình hiểu như vậy. Thì trong cái phần thân cũng có nhiều cái đề tài, chứ không phải chỉ nói là thân là thân. Và cái đề tài hơi thở, niệm hơi thở là một phần đầu tiên của quán thân. Sau đó chúng ta còn có quán bố qua ghi, đi đứng nằm ngồi, quán tất cả những cái động tác sinh hoạt thường ngày, ăn uống tiểu tiện, rồi đi tới đi lui này kia. Rồi chúng ta phải bốn các phần cơ thể của mình, thường nói đến 31 hay 32 phần cơ thể dựa theo cái hiểu về y học của người xưa. Bây giờ có thể là nhiều hơn, nhưng mà mình tạm thời mình hiểu nhiều để mình thấy được cái cấu tạo của cái cơ thể mình, để mình không có dính mắc vào nó. Một trong những cái trở ngại, một cái chướng ngại của con người chúng ta, nhất là trong cái thời đại hôm nay, qua những cái hình thức tuyên truyền quảng cáo khéo léo, là chúng ta bị dính mắc rất nhiều, bị một cái về cái thân cơ thể của mình và cơ thể của những người xung quanh mình. Mình chạy theo cái sắc đẹp hoặc là những cái ảo tưởng, rồi mỹ phẩm, quần áo, rồi qua chụp hình, qua photoshop từ này đến kia, là tất cả mình nhìn lại, nếu mình định tâm mình nhìn lại, mình thấy đó là những cái ảo, những cái tưởng của con người, cái suy tưởng của con người. Gần đây chúng tôi cũng có nói về có một số đang nó bàn về cái mái tóc, để tóc dài rồi cắt đi này kia. Tôi mình thấy mình thì cũng nói ra, không phải là mình nói một cách mỉa mai hay là một cách tàn nhẫn, nhưng mà mình nhìn lại cái sự thật, tóc nó là một cái nhóm của tế bào chết.
Nhìn cho kỹ như vậy, bởi vì cái tế bào sống nó nằm phía dưới chân, trong da, dưới chân tóc. Còn khi mà nó đã lộ ra ngoài rồi thì nó là một cái tế bào chết. Mình cho nó là đẹp thì kia, rồi phải bỏ công chăm sóc, rồi nhiều khi phải nhưng mà rụng hết tóc rồi có phải đội tóc giả này nọ. Đó là những cái để mình che khuất, mình chạy theo cái suy tưởng thôi. Mà thật sự đó là một mớ, một nhóm những cái tế bào chết, chứ không có đẹp đẽ gì hết. Rồi có người thì tóc bạc đi rụng đen này những kia cũng khó nói. Nhưng mà nếu mà mình bình tâm mình nhìn lại thì mình thấy rõ ràng cái sự kiện là như vậy. Rồi mình thấy Đức Phật cũng dạy cho mình là mình quán cái cơ thể mình được theo cái hiểu ngày xưa là cấu tạo bốn cái nhóm chính gọi là tứ đại: đất, nước, lửa, gió, tức là chất cứng, chất lỏng, chất đàn hồi và chất có năng lượng: đất, nước, lửa, gió, gió, lửa. Như có như vậy thôi, ai cũng như nhau hết, không có ai khác khác ai hết. Dầu cho người đó là triệu phú đại gia hay là tổng thống chủ tịch hoặc là một anh thường dân quèn, một người bán hàng rong, đều như nhau hết. Mình thấy rõ như vậy. Rồi khi mình chết rồi nó trở về cái tứ đại thôi. Đất, nước, lửa, gió cũng trở về đất, nước, lửa, gió thôi. Đó, thứ nhất là mình có cái tinh thần bình đẳng khi mình nhìn như vậy. Mình không có cái tinh thần phân biệt. Thứ hai nữa là một điều cũng quan trọng hơn, nhất là những người lớn tuổi như tôi thì cái thời gian nó càng ngày càng ngắn lại, quỹ thời gian nó mất, nó tiêu hao mòn từ từ, có thể chết bất cứ lúc nào rồi. Rồi mình thấy khi mình chết rồi cái thân mình làm cho nó gọn đi, bởi vì nó là tứ đại chứ không cần phải làm rình rang gì hết, đem đi đốt. Hồi xưa thì có thể quăng trong rừng, bỏ xuống biển, nhưng bây giờ theo cái chế độ y học y tế để giữ gìn, để cho nó vệ sinh thì mình đem đi đốt. Đốt xong rồi tro đem bỏ đi, chứ không có tiếc nuối làm gì. Chứ không đi chôn chi cho chặt đất, rồi không cần phải làm rình rang lễ này kia. Mình thấy những cái chuyện mà làm rình rang này nọ là thật sự là không phải cho người chết mà cho người sống. Người sống muốn làm rình rang để mà khoe cái bản ngã của mình. Đó là vị thầy của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi phải làm như vậy để cho có hiếu này nọ. Nhưng thật sự ra để đánh bóng cái tên tuổi của mình hơn là để mà lo cho người chết. Bởi vì người chết rồi thì cái đó chỉ là cái thân tứ đại, không cần phải làm rình rang gì hết. Chỉ cần làm những cái buổi lễ đơn giản. Cái quan trọng là làm sao chăm sóc những người còn sống. Mà khi đó người đó nằm xuống rồi thì họ đi tái sinh theo cái nghiệp của họ. Nếu mình có tưởng nhớ tới họ, chẳng hạn như gần đây có một những vị, có một hòa thượng cao tăng tôn túc qua đời, rồi đi đem đi thiêu, rồi người ta đồn có để lại xương xá lợi này nọ đem đi thờ cúng, thì cái đó là cái tình cảm của người sống thôi. Chứ thật sự ra cũng như đối với Đức Phật, những vị cao tăng, cái mà cái xá lợi chúng tôi nghĩ là để lại đó là cái những cái lời giảng của các ngài, những cuốn sách các ngài để lại. Cũng như về Đức Phật thì tùy theo cái nhìn của mỗi người, mà chúng tôi nghĩ là cái pháp thân nó mới quan trọng. Những cái lời dạy của ngài ngài để lại chúng ta nhớ học, ghi nhớ và ghi ơn, học thực hành, thì đó là chúng ta thờ cúng xá lợi, thờ cúng xá lợi ngài của Đức Phật. Và Đức Phật cũng có nói như vậy, thắp hương mà quan trọng nhất là cái hương giới định tuệ giải thoát này, đó là những cái loại hương mà quan trọng nhất mà chúng ta dùng để mà lễ bái ngài. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây, nói về bốn đại xong rồi, trong cái phần quán thân còn nói đến những cái giai đoạn của tử thi sình thối, cái này là phải thấy cho rõ. Ngày xưa thì thường thường thì để chết rồi cái để mấy ngày sau mới đem đi đốt, thì mình thấy nó sình thối từ từ, đó là cái đề mục của chúng ta quán. Ra thì mình thấy ngay từ thời xưa 2.500 năm trước chứ không phải bây giờ, người ta cũng còn bận tâm ghê lắm về cái thân thể này. Cũng người ta có những cái ảo tưởng rất nặng nề, thành thế Đức Phật mới đưa ra thêm những cái đề mục chi tiết để mà giúp cho hành giả nhìn thấy cho rõ, mà để loại bỏ những cái suy tưởng, những cái ảo tưởng đó. Nói đây là cái ảo tưởng của con người có từ ngàn xưa chứ không phải là mới đây. Ra mình thấy nó, khi mà ngồi mình nhìn lại như vậy, mình thấy cái mà mình bị sai lầm nó không phải là mới,
nó là một cái, có thể nó là cái bản kết cấu của đời, từ nhiều đời của con người. Cái điều đó thì ra khi mình hiểu như vậy thì mình biết rằng thứ nhất á, là nó quan trọng, khó khăn chứ không phải là dễ diệt trừ. Không phải là mình chỉ lên trên mạng rồi đem ra những cái hình ảnh của những cái bộ tử thi hay những cái cơ thể mình nhìn tới nhìn lui coi như xong, nó chưa đâu. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng còn bị những cái tư tưởng về cái cơ thể nó vẫn luôn ở trong đầu bỏ được. Như khi mình mặc cái bộ đồ ra ngoài nhìn cái mình thấy, nếu mà người ta khen cái tự nhiên mình thấy thích, mà người ta nhìn một cái cắm mắt nó là mỉa mai cái mình cảm thấy nhột nhạt. Đó là mình biết, biết ngay là mình vẫn còn chấp cái thân của mình. Hoặc là sáng sớm dậy này, cái mặt mình gớm ghiếc cái mình nhìn vào trong cái gương, cái tự nhiên mình không muốn nhìn nữa. Mình vào bội vàng mình liếc đi chỗ khác, xong rồi mình lại rửa mặt này nọ xong xuôi, rồi chải đầu chải tóc rồi cạo râu xong xuôi, hoặc là mấy cô thì đánh phấn xoa son này nọ, rồi lúc đó mình mới nhìn trong gương, mình mới nhìn thật lâu. Lúc đó mình mới cho là mình dám nhìn. Nhưng mà thật sự khi cái nhìn lúc đó là cái mặt cái đó là không phải là cái mặt thật nữa rồi. Cái mặt thật là khi mình mới ngủ dậy. Ngài Chan Pram đây cũng hay khuyên đó, là mới ngủ dậy khi mình vào trong toilet thì trong cái chỗ mà mình đánh răng này, nó có cái gương soi mặt đó, nhìn thẳng vào đó rồi cười lên một cái chấp nhận, cái đó là cái mặt thật của mình, cái mặt mà không có chải chuốt, không có cạo râu, không có son phấn gì hết, mình nhìn mình phải chấp nhận đó là cái mặt của mình, cái mặt thật. Thế còn sau đó rồi khi mà mình trang điểm xong xuôi mình nhìn thì nó không phải là cái mặt thật nữa. Đó cũng là một cái kỹ thuật, một cái nhỏ để mà nó giúp cho mình sống với thực tế. Thì ý chúng tôi muốn trở nói ở đây là điều thứ nhất là mình không có cái điều con người có cái ảo tưởng về cái thân của mình là nó có từ ngàn xưa, không phải dễ dàng mà bỏ được, là mình phải tập. Cái thứ hai đó là khi mình nhìn như vậy rồi những người xung quanh qua những cái góc nhìn nhìn như thế đó, thì mình có một cái sự thông cảm, mình không đánh giá người ta qua cái sắc diện bên ngoài. Đó là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là phổ thông trong cái, không biết chúng tôi có nhận định sai lầm hay không, bởi vì ở đây thì chúng tôi sống ở bên Úc thì cũng tiếp xúc với nhiều người Úc, người này kia, người nói Anh, người Mỹ, đủ mọi sắc dân. Thì mình thấy có lẽ, ở đây là nói có lẽ người Tàu với người Việt đó là chịu nhiều ảnh hưởng của cái gọi là cái diện mạo, là mình đoán hình hình đoán người, mình nhìn cái người này cái lỗ tai dài thì cho rằng sống thọ, rồi cái mũi dài, cái miệng thì sao đó, hoặc là con mắt thì sao đó, thì mình đoán cái từ tướng, rồi mình đoán cái tâm. Mình phải cẩn thận cái chỗ đó, mình đừng có bị lừa dối chỗ đó. Khi tất cả mọi người thì cũng cũng đều là danh và sắc, cũng là tứ đại thôi, nhìn ở ngoài thì cũng là tóc lông móng răng da rồi. Nhiều khi mình đánh giá người ta qua cái hình tướng bên ngoài, phải cẩn thận ở chỗ đó. Ngay bản thân chúng tôi cũng bị, nhưng mà mình tự nhắc nhở, đừng có đánh giá ai qua cái nhìn bên ngoài. Họ cũng là tóc lông móng răng da, cũng là tứ đại thôi, cái tâm của họ cũng thay đổi thường xuyên, có thể họ tốt hơn, có thể họ xấu hơn, mình không biết được. Có thể là thiện hơn và ác hơn, có thể là hôm nay thì họ có vẻ si mê, ngày mai là họ sáng suốt, mình không biết được. Đừng có vội vàng đánh giá qua cái hình hình sắc bên ngoài, mà cái điều chúng tôi rút tỉa được. Bây giờ sau đó thì Đức Phật dạy chúng ta quán thọ thế nào, những cái cảm giác như thế nào, chúng ta nhìn biết thấy được cái sự sinh diệt của thọ, rồi chúng ta quán những cái điều ngăn che, những cái trở ngại khi chúng ta hành thiền, cũng như trong cái đời sống hàng ngày. Đó quan trọng nhất là năm ngày, tức là tâm triền cái, tham dục sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo hối, theo trạo cử và nghi ngờ. Và năm cái điều đó nó ngăn che cho người hành giả hành thiền thành công, mà cũng là ngăn che những cái tư tưởng bình thường khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Ta phải hiểu ở đâu mà có và làm sao trừ diệt đó, rồi chúng ta thấy được một lần nữa, nhìn lại cái thân này được cấu tạo lại danh và sắc, hoặc là chia sẻ thêm nữa thì là tâm quẩn thọ sắc thọ tưởng hành thức,
và chúng ta biết được cái thế giới bên ngoài mình hoạt động được là qua sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thấy rõ như này, và từ đó chúng ta tiến đến một cái hướng cao hơn để làm sao phát triển được bảy chi phần giác ngộ và thẩm thấu được tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Mình thấy cái điều đó khó lắm, nhất là tứ thánh đế. Mình phải đi từ thấp lên cao, từ một cái nông cạn tới cái thâm sâu. Đừng có vội vàng cho rằng là mình thấy tứ thánh đế khổ tập diệt đạo nghe gắn gọn rồi mình thấy dễ, không có, rất khó. Mà quan trọng phải làm sao thẩm thấu được, thẩm thấu qua cái sự suy tư cũng như thực hành mỗi ngày, chiêm nghiệm vào những cái kinh nghiệm của mình. Và cuối cùng rồi thì Đức Phật cũng nhắc lại lần nữa là khẳng định là nếu mà ai mà thực hành miên mật được bốn pháp ập niệm này, miên mật ở đây chúng ta vừa nói chữ miên mật, thì khoảng 7 năm 7 tháng hay là 7 ngày thôi có thể đắc được hai quả cao nhất, đó là quả Bất Lai và A-la-hán. Chúng ta nhớ chỗ đó, không phải dễ dàng. Bây giờ mình thử phải tự thành thật với chính mình, tu là thành thật. Có thể đôi khi mình bị xã giao hay làm ăn buôn bán hay là giao tiếp, nhiều khi mình không có nói hết ra, mình che giấu, che lấp cái gì đó. Nhưng mà khi mình ngồi lại một mình nhìn lại cái thân của mình, cái bản chất của mình, phải thành thật thì mới được. Và mình thấy rằng nó không có dễ. Lúc nào cũng giữ có chánh niệm trong thân thọ tâm pháp và liên tục như vậy, miên mật, từ khi mở mắt, mỗi ngày mỗi khi mở mắt cho tới buổi sáng, cho tới khi buồn ngủ nhắm mắt lại ngủ, có thể khoảng 20 giờ đồng hồ hoặc là 15-16 tiếng đồng hồ mà liên mật như vậy, không phải dễ, không phải làm được. Thành ra Đức Phật nói 7 năm 7 tháng 7 ngày, nhưng mà đa phần ngay bản thân chúng tôi thì chúng tôi có thể nói rằng có thể 7-800 kiếp hoặc 7.000 kiếp mình cũng biết được, lâu lắm, không có đơn giản. Nói ra thì nghe đơn giản, nhưng mà thực hành được mà phải thành thật với chính mình thì không đơn giản. Và nếu được như vậy thì đạt được hai cái quả cao nhất, quả Bất Lai và quả A-la-hán. Rồi một lần nữa để kết luận thì Đức Phật nói là đây là con đường trực tiếp hay là con đường thẳng tiến để đưa đến giác ngộ giải thoát. Rồi trong mỗi cái phần về thân thọ tâm pháp như vậy thì Ngài cũng nhắc lại chúng ta phải quán như thế nào, quán bên trong bên ngoài, tức là quán cái bản thân của mình, đồng thời mình cũng hướng ra ngoài người chung quanh cũng vậy thôi, để mình có một cái nhìn đúng đắn về những, bởi vì chúng ta không thể sống một mình, không, rất là khó. Chỉ khuyến cáo những vị mà đặc biệt thì mới sống một mình trong rừng, nhưng mà cũng phải ăn. Và nếu như sống trong rừng thì cũng phải tiếp xúc với con thú hoang ở trong rừng, cũng là những cái sinh vật khác, chứ không phải là tự ngồi đó rồi thành đạo được, cũng phải kiếm ăn. Chuyện đó là chuyện khó rồi, còn mình thì là những cư sĩ cơm áo gạo tiền, mình phải tiếp xúc người này người kia. Mặc dù bây giờ có những người có thể được tiền trợ cấp thì nọ hoặc là tiền hưu, nói là sống một mình chứ thật sự cũng phải đi ra ngoài mua bán. Hoặc là đi mua thức ăn, hoặc là phải tiếp xúc, đôi khi bệnh hoạn cũng phải đi gặp bác sĩ. Thì ra phải tiếp xúc với người khác, không bao giờ mà sống một mình được. Như vậy khi mình tiếp xúc như vậy thì cái nhìn của mình về những người khác như thế nào? Mình phải biết làm sao mình thấy được cái cấu tạo của con người mình, và đồng thời thông cảm và hiểu được cái cấu tạo của những người xung quanh. Rồi mình phải biết theo cái tiến trình sinh và diệt, tất cả mọi cái hiện tượng đời này đều qua cái tiến trình sinh diệt. Nhiều khi mình nói thì dễ, nhưng mà mình nhận thức được ngay liền lập tức, rồi mình chấp nhận hay không là chuyện khác. Mình thấy đôi khi mình thấy bữa nay mấy ngày trước trời nóng lên tới 40 độ, 38, 39 độ, bữa nay mát xuống còn 25 độ. Nhưng mà mình chỉ thấy như vậy thôi, khi lên mình bực, nóng quá rồi bực, mình nói sao cho nó nóng thế này. Nhưng mình không hiểu đó là cái tiến trình sinh diệt tự nhiên của đời sống. Hoặc bây giờ bước ra ngoài tự nhiên cái xe đó đề nó không nổ, hư ra, cái xe chạy hoài nó cũng phải hư, nhưng mà mình không chấp nhận. Hoặc là tự nhiên ngồi ăn, như tối hôm qua ngồi ăn tự nhiên đau bụng, nó là cái cơ thể mình nó vậy. Nó đâu, mình coi nó, mình tưởng là nó cơ thể mình nó bình thường, nhưng mà nó thay đổi luôn luôn. Có tế bào chết, tế bào sống là nó già đi, nó yếu đi,
Có khi thì thức dậy cái tay chân nó uể oải, nó nhức, nó nhói chỗ này chỗ kia, chứ không phải bình thường. Hoặc là những người trong nhà của mình, vợ con hay là chồng mình, hôm nay thấy dễ thương, ngày hôm qua thấy gắt gỏng, rồi ngày mai là lại bực bội. Cái tâm của họ thay đổi, mình có chấp nhận hay không? Mình muốn cho nó lúc nào, con mình lúc nào nó cũng phải nhẹ nhàng, lễ phép với mình, ăn nói nhẹ nhàng đâu có được. Có những cái chuyện riêng của nó, đôi khi nó bộc lộ ra ngoài. Mình muốn nó lúc nào cũng dễ thương là không có được, mà muốn cái mình khổ ra, mình chưa thấy được cái sinh diệt. Và mình mỗi cái đối tượng như vậy là phải hiểu biết đơn thuần và liên tục, tức là khi mình nhìn một cái đối tượng nào đó thì mình chỉ chăm chú vào đó thôi, mình không có nhìn vào chỗ khác, và mình phải ghi nhận những cái thay đổi của nó liên tục như vậy. Và như vậy thì mình không có nương tựa, không chấp trước bất cứ chuyện gì ở trên đời, không có gì, sống tự lập, sống độc lập, mình không có dựa vào lời khen tiếng chê hay là những cái lời tiếng cái vinh cái nhục, những cái thay đổi của cuộc đời, sống bình thản. Điều đó khó lắm, rất là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà mình biết, mình coi như là những coi gọi là những cái tiêu chuẩn để mình nhắm tới. Mình biết là mình chưa đạt đến, mình phải thành thật tới chính mình. Mình phải coi cho mình đã thực hiện được tới đâu rồi. Mình biết con đường mình đi chưa đến đến được, nhưng mà ít ra mình đã bước đi trên con đường đó. Thì đó là chúng tôi tóm tắt lại cái bài kinh Satipatthana Sutta, bài kinh lập niệm. Bây giờ thì mời các anh chị đi vào cái biểu đồ kế tiếp. Trong cái biểu đồ này cũng do Ngài Thiền Sư Analayo lập ra mà chúng tôi thấy thấy rất hay. Giống như là chúng ta thực hành tất cả 16 bước trong cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, cũng giống như là có 16 bậc thang. Chúng ta đi từ dưới lên trên, từ cái thấp nhất cho tới cái cao nhất, và có 16 bậc thang. Và 16 bậc thang này chúng tôi tô làm 4 màu: màu trắng, màu xanh, màu hồng và màu màu lục. Thì tương đối là tương ứng với 4 nhóm, 4 bộ 4 của quán niệm hơi thở. Và mỗi một bộ 4 này thì tương ứng với quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Chúng tôi có đưa ra trong cái nằm ở bên tay phải của cái biểu đồ. Chúng ta đi từ dưới lên trên. Và một điều nữa chúng ta cần ghi nhận ở đây á, là trong hai cái bước đầu tiên là Đức Phật khuyên chúng ta theo dõi hơi thở và biết, chúng ta biết. Nhưng mà từ bước thứ ba tới bước 16 thì chúng ta phải tập, phải phải luyện tập chứ không phải tự nhiên mà nó có được. Cái hơi thở ngắn, hơi thở dài là hai cái bước đầu tiên chúng ta biết. Ai cũng phải biết, chứ không biết là chết. Thành thử ra rất là logic. Nhưng mà từ cái bước thứ thứ ba trở đi, trở về sau là chúng ta phải luyện tập mới có, phải 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 gia công luyện tập. Chúng ta thấy đó một cái tóm lại là bốn bước đầu tiên là biết hơi thở ngắn, hơi thở dài, rồi sau đó chúng ta tập để là cảm giác toàn thân nó như thế nào và an tịnh thân hành. Rồi bốn bước đó là coi như là quán thân. Sau khi chúng ta cái thân của mình, những hành động về thân tương đối an định rồi thì mình hướng về cái cảm thọ, tức là cảm hỷ thọ như thế nào khi cái thân nó an định rồi. Và khi mà chúng ta có hỷ rồi, chúng ta bắt đầu hướng tới cái tâm nó như thế nào là cảm giác lạc thọ. Rồi và sau đó là chúng ta thấy cái sự vận hành, cái phản ứng của tâm đối với những cái cảm giác đó, rồi cảm giác về tâm hành, những cái sự sinh hoạt của tâm. Rồi chúng ta buông bỏ để cho tâm lắng động xuống, tức là an tịnh tâm hành. Bốn cái bước đó gọi là quán thọ. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta bước qua cái bước thứ chín, tức là bây giờ mình chỉ nhìn cái hoạt động của tâm thôi, nếu còn đó, đó. Rồi mình thấy cái tâm nó tập, hoặc là nó hân hoan, nó mở rộng ra như thế nào thì mình phải theo dõi, mình biết, mình nhận biết, mình phải tập theo dõi như vậy. Lúc này là thấy bắt đầu là chúng ta quán quán tâm, và cái bốn bước tiếp là cao nhất là bắt đầu chúng ta dùng cái hơi thở đó, chúng ta thấy được cái sự vô thường, từ bỏ ly tham và sự đoạn diệt của tất cả các hành, và chúng ta tiến đến bốn cái bước cuối cùng là quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ.
Rồi sau đó thì mới hướng đến việc và phát triển bảy chi phần của giác ngộ là thất giác chi, thì đó là cái bước cái giai đoạn cuối cùng. Thì tóm lại ở đây là cái bài kinh đó là quan trọng nhất đối với một cái hành giả hoặc là một cái người bình thường tầm thường như như bản thân chúng tôi, thì mình nhắm tới 16 bước này trước, mà quan trọng nhất là bốn bước đầu tiên mà chúng tôi trình bày hôm trước. Và bốn bước này cũng là một phần của cái phần của cái pháp tứ niệm xứ hay là tứ lập niệm, bốn lập niệm thân thọ tâm pháp mà trong cái bài kinh Satipatthana Sutta mà chúng tôi mới vừa trình bày. Bây giờ thì mình nói sơ về cái bốn cái pháp về quán thọ của ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại lần nữa ha. Bây giờ sẵn đây thì cũng xin cái sẵn dịp để thì mời các chị qua cái hình cuối cùng luôn. Ta sẽ vào trong cái đề tài chi tiết thêm. Đó là cái bước thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Thứ 5 đó là gì? Vì ấy tập luyện, có cảm giác hỷ, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập luyện, có cảm giác hỷ, tôi sẽ thở vào. Tức là sau khi mình xong bốn cái bước đầu tiên rồi, thì bước thứ 5 này là bây giờ mình theo cái cảm giác của mình. Cái hỷ ở đây là cái sự vui khi mà cái tâm nó lắng động. Tức là cái bước thứ 3, thứ 4 mà các anh chị còn nhớ trong cái bộ đầu tiên, tức là an tịnh thân hành, tức là làm những cái hành động về thân mình bắt đầu nó lắng dịu xuống rồi, thì bây giờ mình cảm thấy có sự vui vẻ, cái hoan hỷ, cái hân hoan. Hoan cái hỷ này thì đôi khi mình cũng khó hiểu, dịch từ cái tiếng Pali, tiếng Piti là mình một cái sự cái niềm vui khi mà nó sự khỏe khoắn, giống như một cái người mình làm cái việc lao động nặng nhọc rồi mình buông tất cả, mình ngồi mình nghỉ cho nó khỏe, cái mình thấy nó có cái cảm giác lâng lâng nhẹ nhẹ. Hoặc là khi mình mệt quá mình nằm xuống mình ngủ, sau khi mình thức dậy liền mình thấy nó khỏe trong người, không những cái thân nó khỏe nó nhẹ nhàng mà lúc đó cái tâm mình nó cũng nhẹ nhẹ. Đó là cái cảm giác, đó là gọi là hỷ. Chứ không phải là mình đi theo một cái thú vui về dục dục về cái chuyện đó mới gọi là hỷ. Không phải, cái hỷ ở đây là nó, khi mà cái tâm cái thân của mình nó, không phải cái trạng thái tâm khi cái thân mình nó được lắng động xuống, nó không còn có những cái hoạt động nhiều nữa, thì đó là trạng thái hỷ. Là mình có thể theo dõi đó khi cùng với cái hơi thở, lúc mà cái qua cái giai đoạn thứ tư là cái khi an tĩnh tâm hành rồi á, thì nó sẽ tự động đưa lên cái giai đoạn thứ năm này, nên là cái bước thứ năm này, nên là mình thấy bây giờ mình buông, mình không có nhìn cái thân nữa mà mình nhìn vào cái tâm, cái trạng thái tâm ngay lúc đó. Rồi qua thứ sáu là khi đó là mình không còn theo bị đắm chìm vào trong cái trạng thái vui lâng lâng của khi mà cái thân nó lắng động được nữa, và bây giờ mình buông bỏ cái chuyện đó, mình không có chạy theo cái hỷ đó. Lúc đó không có bận rộn về cái sự tham muốn chạy theo cái hỷ, cái khoan khoái đó, thì cái tâm mình lúc đó nó coi như là nó rỗng rang, cái tâm mình nó lắng động lại, không có chạy theo. Thì bà ấy có một cái trạng thái khác gọi là lạc, tức là sukha. Sukha, cái chữ lạc này là tiếng Anh dịch là happiness, cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau chứ không phải là không. Nhưng mà trong cái nghĩa khi hành thiền đó là khi lúc đó là mình không còn bận tâm, là nhiều khi mình bởi vì cái tâm tham con người lúc nào cũng có, mình không muốn giữ lại cái hỷ lúc trước về cái thân, bây giờ mình buông nó ra, mình chỉ nhìn vào cái trạng thái tâm thôi, không có bị bận rộn bất cứ chuyện gì nữa, thì lúc đó thì gọi là trạng thái sukha hay là trạng thái lạc. Rồi qua tới cái thứ bảy, vì ấy tập luyện, có cảm giác về sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập luyện, có cảm giác về sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào. Ngày ngày cảm giác của tâm, tạo tác của tâm ở đây là ngày sư Indachana dịch từ cái chữ Chitta Sankara. Ngài Minh Châu dựa theo bản tiếng Hán thì ngài dịch là tâm hành, cái hành là Sankara,
Chitta tức là tâm, tâm hành. Mình đã nhớ ở đây là tiếng Hán, cái hành ở đây tức là cái tạo tác, cũng như giống giống như là hành động vậy, thực hành làm cái gì đó gọi là hành, sự tạo tác. Sankara, mà chỉ Sankara cũng khó dịch chứ không phải vậy, bởi vì có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Cũng có là nó có tạo ra cái điều kiện cũng là Sankara, hữu vi cũng là Sankara, và có cái tác ý ở trong đó cũng là một phần của Sankara. Rồi mình thấy đó là cái sự tạo tác của tâm, tức là tâm nó muốn này muốn kia hoặc là phản ứng lại Sankara. Và trong vi diệu pháp mình thấy trong thông thường có trong quẩn sắc thọ tưởng hành thức, thọ và tưởng nếu mà chúng ta chuyển sang cái nhìn của vi diệu pháp hay là của A Tỳ Đàm thì thọ là tưởng nó là hai cái tâm sở nhập vào trong cái hành. Đó mình thấy nó là một phần của hành. Bởi vì trong hành còn chia ra là khoảng 50 cái tâm sở khác nữa. Ra để mà tóm lại ở đây thì mình thấy là cái tạo tác, cái sự tạo tác của tâm, tức là có cái tác ý ở trong đó, có cái tưởng ở trong đó. Mình suy tưởng mình cho nó là cái gì. Khi lúc bây giờ thì cái tâm vẫn còn hoạt động, chứ không phải là mình nói an tịnh tâm hành là cái tâm không hoạt động. Cái tâm vẫn còn hoạt động. Bây giờ hành giả mới nhìn vào cái thở và cái xe theo dẫn của tâm, mình thấy nó hoạt động như thế nào, nó ảnh hưởng tới cái con người mình như thế nào. Mình thở ra, mình thở vào, rồi sau đó mình mới làm cho nó an định xuống, tức là mình thuần túy theo dõi mà không chạy theo nó nữa, mình để nó như nó là. Và cái hình ảnh ở đây thì không biết là các anh chị có thấy được hay không, nhưng mà đối với người Úc hoặc là bản thân chúng tôi thấy rất rõ, đó là hình ảnh của cái lược cà phê để pha cà phê. Ở Việt Nam mình quen với cái lọc cà phê của từ thời Pháp để lại, có cái phin, có phin cà phê. Nhưng mà ở Úc này cũng như một số các quốc gia khác, họ không có, khi họ pha cà phê thì họ không có làm như vậy, mà cái cách nhanh nhất là họ cho một muỗng cà phê để xay rồi vào trong cái ly, rồi xong rồi họ nấu nước sôi, từ trên thấy rồi đổ vào trong cái ly đó. Họ lắc lắc hoặc là để như vậy, lấy cái muỗng khuấy lên để cà phê để tiếp xúc với nước sôi, tiếp xúc thẳng với nước sôi, rồi xong rồi họ để đợi một thời gian khoảng bao nhiêu đó thì những cái hạt cà phê từ từ lắng động xuống, lắng động xuống hết dưới rồi thì họ mới uống cái phần ở trên, hoặc là chế ra một cái ly khác cái phần nước ở phía trên mà đã có cà phê trong đó rồi. Không biết chỗ này anh, không biết anh Dũng ở Ba Mỹ Thuộc có thấy được cái chỗ này đó, cái cách pha cà phê, làm cà phê của một số quốc gia, một số cộng đồng khác mà họ không dùng cái phin cà phê. Không biết anh Trần Giả có thấy được chỗ này. Ở đây thì bây giờ họ cũng có bán như vậy, nhưng mà họ có thêm một cái giống như cái gọi là cái blencher, họ đè xuống giống như cái piston, họ đè cái cà phê xuống, chứ không người Úc cũng như cũng giống, có lẽ cũng giống người Mỹ, họ không có dùng cái lọc cà phê, cái cà phê phin như mình, mà cũng không dùng cái vớ giống như người Tàu dùng cái vợt. Đây là một trong những cách pha cà phê. Thì ngài Analayo mới đưa ra cái hình ảnh này, pha mái hơn hả? Cái hình ảnh này tức là kiểu cà phê cổ điển, tức là múc một muỗng cà phê bỏ vào trong cái ly, trong cái tách, rồi đổ nước sôi vào đó, khuấy lên cho nó đều, khuấy lên xong cái để đó cho nó lắng, từ từ lắng động xuống. Thì giống như khi mà nó lắng động xuống như vậy thì giống giống như cái trạng thái của tâm mình, cái tâm hành, tức là không còn những cái hành động tạo tác của tâm nữa. Lúc đó thì mình mới thấy được và thưởng thức được cái mùi vị của tâm khi mà tất cả những cái chuyện lăn xăng lộn xộn nó lắng động xuống. Đó là khi làm an tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào. Sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra. Dạ, đúng rồi đó. Ở Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có bằng cái kiểu đó. Đó là chúng tôi xin sơ lược về cái chương đó về niệm thọ của ngày hôm nay. Bây giờ mời các anh chị trở lại cái giảng bài. Mới vào được chứ ha. Thì bây giờ chúng ta
theo dõi cái bài kinh. Bài kinh có khúc đầu, chúng tôi có đưa ra, với các anh chị đi vào trong đây phía dưới thì có chúng đưa ra bản dịch của Ngài Tỳ Khưu Anālayo. Có ngày của Ngài Indachanda dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt mà chúng tôi nghĩ là đưa ra cho, mặc dù sư dịch cũng khoảng 10 năm rồi mà không có phổ biến nhiều. Đa phần chúng ta chỉ quen thuộc cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thôi. Thì ở đây chúng ta đưa ra một cái bản dịch để chúng ta có thêm tư liệu. Trong cái phần đầu thì nói về cái duyên sự của bài kinh này, tức là trong một cái dịp nào đó Đức Phật nhập an cư 3 tháng ở thành Xá Vệ. Sau 3 tháng đó cho tới ngày rằm tháng 6, tức là bắt đầu, xin lỗi, cho tới ngày rằm tháng 9, bắt đầu nhập hạ là rằm tháng 6, 2 tháng sau khi cái ngày Quê Sắc, rồi mãn hạ đúng 3 tháng là rằm tháng 9. Thì thường thường có lễ Bồ Tát, lễ tự tứ. Nhưng mà cái ngày đó rồi thì Đức Phật thấy những vị tỳ khưu trẻ mới vừa xuất gia trong 3 tháng hạ tu tập rất tốt dưới sự hướng dẫn của các vị trưởng lão. Và các vị này tùy theo cái căn cơ thì được các vị trưởng lão chia ra nhiều nhóm, mỗi nhóm có thể tu một cái pháp khác nhau. Mà thường thường nó là 7 nhóm, tức là tu về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dư ý túc, ngũ căn ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bát chi thánh đạo, chia ra làm cái nhiều nhóm khác nhau. Thì Ngài thấy các sĩ vị tỳ sư khưu đó trẻ tu tập rất tốt, thì Ngài mới, có lẽ Ngài nhìn, Ngài biết cái căn duyên của các vị đó, Ngài nói thôi, thay vì mãn hạ trong 3 tháng, bây giờ ở thêm 1 tháng nữa để cho các vị tu tập cho nó đến nơi đến chốn. Hình thử ra dời lại cái ngày tự tứ vào 1 tháng sau, tức là tới rằm tháng 10. Thì đó là một trường hợp rất đặc biệt được ghi lại trong kinh điển là an cư 4 tháng chứ không phải là 3 tháng. Chỗ này một cái điểm chi tiết nhỏ mà ít có người để ý. Đôi khi chúng tôi cũng đem ra đố để mà chúng ta nhắc lại cái sự kiện này. Là trong cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở ghi trong Trung Bộ Kinh, mình thấy Đức Phật quyết định là dời cái ngày tự tứ lại, tức là ngày mãn an cư đó 1 tháng nữa, cho đến tầm tháng 10 thì mới tụ họp lại. Thì Ngài thấy rằng các vị tỳ khưu tại tu hành có lẽ là hoàn mãn tốt lắm, thì Ngài hoan hỷ và Ngài giảng cái bài kinh này thêm, bài kinh Quán Niệm Hơi Thở. Rồi mình thấy rằng có lẽ là cái ý của Ngài ở đây là mình chỉ đoán thôi, tức là Ngài tóm tắt lại mà Ngài nhấn mạnh cái tầm quan trọng của Quán Niệm Hơi Thở. Vì chúng tôi trình bày hồi nãy là có thể là chúng ta có những cái đề mục khác nhau tùy theo căn cơ và tùy theo cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đôi khi mình thay đổi, đôi khi mình cần phải có những cái chuyện, những lúc mà mình cả ngày bản thân chúng tôi có thấy là cần phải niệm tâm từ, quán tâm từ nhiều hơn. Lúc đó mình thấy là cũng như cái tâm của mình nó sân si, là ra mình phải quán tâm từ nhiều hơn để đối trị, đặt nặng cái đề mục về về phát triển tâm từ. Và đôi khi chúng tôi thấy là có những lúc mà chúng ta chỉ niệm Phật thôi, mình quán tưởng mình 9 hồng danh Đức Phật, cảm thấy hoan hỷ, mình cái lòng tin mình vững mạnh. Những lúc đó là những lúc mình lo sợ hay cái gì đó, hoặc những khi chúng tôi đi xa, ngày xưa còn trẻ, còn phải vào trong những cái vùng sâu vùng xa, tối khi ở trong khách sạn có một mình hẻo lánh, mình sợ chứ, nói là không đúng, ban đêm tối gì mà không có ai hết. Thì lúc đó mình niệm Phật, mình chỉ quán tưởng đến ân Đức Phật, hoặc là đáp điện tăng, hoặc điểm cả tam bảo như vậy, để mình tăng cái lòng tin vững mạnh, mình biết là mình có Đức Phật Pháp Tăng ở bên mình, thì mình không có sợ gì, không có gì phải sợ. Cái sợ của đó chỉ là cái ảo tưởng thôi. Là mình thấy lúc đó thì chúng ta áp dụng cái pháp niệm Phật thì cảm thấy yên lòng lắm, ngủ ngon mà không có sợ gì hết. Hoặc là đôi khi chúng tôi xin phép đi vào trong rừng, ở trong thiền viện để mà xin một cái thất trống mà tĩnh tâm ở đó khoảng vài ba ngày, có khi tuần lễ. Ban đêm là chỉ có trăng sao với căn guru và rắn thôi, không có ai hết. Nếu mà có bị rắn cắn chết rồi không có kêu than được, không có ai nghe gì hết. Tự nhiên mình sợ. Thì lúc đó là mình niệm Phật, rồi mình rải tâm từ thay vì mình niệm hơi thở. Mình thấy nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình ngay lúc đó mà có những cái đề mục mình cần phải biết để mà áp dụng. Nhưng mà tóm lại
Thì cái đề một hơi thở là lúc nào cũng quan trọng. Phải nắm cái đề một hơi thở là coi như là căn bản, đi đến đâu mình cũng có cái đề một này. Nó lúc nào cái hơi thở cũng có bên mình, thì mình lúc nào mình cũng có thể dùng nó. Do đó có lẽ vậy mà càng nhấn mạnh sau trong cái buổi này để ôn lại trước khi các vị tỳ khưu từ giả chia tay đi hoằng pháp khắp nơi. Sau cái mùa an cư thì ngài giảng cái bài pháp này. Rồi từ đó về sau này là ngày rằm tháng 10 thường thường được chư tăng nhắc lại coi như thể lễ là ngày kỷ niệm, không phải là chỉ đánh dấu cái ngày cuối cùng của mùa dân y Katina. Mình biết rằng chư tăng an cư từ rằm tháng 6 tới rằm tháng, sau đó có một tháng từ 16 tháng 9 tới rằm tháng 10 là cư sĩ thường đến các chùa để mà làm lễ dân y Katina rất là vui, đi khắp nơi. Rồi tới ngày rằm tháng 10 coi như ngày cuối cùng, coi như là mãn cái mùa mùa dân y Katina. Nhưng ngoài cái ý nghĩa đó thì theo cái nhìn của chúng tôi thì nó quan trọng hơn nữa là chúng ta hồi nhớ lại đây là kỷ niệm cái ngày Đức Phật giảng một bài kinh rất quan trọng, đó là bài kinh Quán Niệm Hơi Thở. Đó thì đó là cái khúc đầu. Bây giờ đi qua cái đoạn tiếp. Trong cái đoạn tiếp này theo cái nhìn của ngài Tỳ Khưu Anālayo thì ngài chia là tất cả là 6 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên tức là bước sửa soạn, thì lúc đó ngài nói rằng dựa theo cái lời kinh là Đức Phật nói trong cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở là: và này các tỳ khưu, niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập như thế nào, được thực hành thường xuyên như thế nào là có quả báo lớn, có lợi ích lớn. Đức Phật hỏi bây giờ ngài nói rằng phải tập như thế nào đây để mình có cái lợi ích thật lớn cho mình. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng hoặc đi đến gốc cây hoặc đi đến nơi thanh vắng, đó là điều quan trọng thứ nhất, ngồi xuống xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng và thiết lập luôn niệm luôn hiện diện. Đó là cái điểm, những điểm quan trọng. Có niệm vị ấy thở vào ra, có niệm vị ấy thở vào. Thì đó là coi như là cái bước sửa soạn theo cái nhìn của ngài Tỳ Khưu Anarayo, là coi như đó là cái bước, cái giai đoạn đầu tiên mình cần phải có. Tức là đầu tiên là mình phải tìm một cái chỗ tương đối vắng vẻ, không cần phải vào rừng, nếu mà vào rừng được thì càng tốt. Mà ở tới vương này gần gũi với thiên nhiên, tức là đứng ở gốc cây hoặc đi đến nơi thanh vắng, Đức Phật có nói như vậy. Thì trong cái hoàn cảnh của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta ấy có, nếu mà người nào có cái nhà lớn thì có thể có một cái dành cái phòng riêng mình ngồi đó mình hành thiền, hoặc là nếu mà mình ở với nhiều người thì mình lựa cái lúc nào mọi người đi hết, hoặc ban đêm và chút đi ngủ, hoặc sáng mình thức dậy sớm mọi người còn ngủ, hàng xóm còn ngủ, không có mở loa phóng thanh karaoke gì hết, tương đối yên lặng mình ngồi. Hoặc là mình biết được một cái chùa nào đó mà tiện cho mình thì mình lựa những cái ngày hoặc là những cái giờ nào đó mà chùa không có sinh hoạt, không có lễ lạc gì hết, mình tới mình hành thiền. Chúng tôi cũng thường hay đến, ngay cả ở đây tương đối thanh vắng nhưng mà chúng tôi cũng thường hay đi bộ hoặc lái xe 10 phút tới chùa vào những ngày thường, tránh ngày thứ bảy chủ nhật. Thì những giờ vào những cái ngày đó thì hầu như không có ai trong chùa, chỉ có một vài người quản tự thôi. Mình xin phép mình vào chánh điện mình lễ Phật xong mình ngồi ra hành thiền, có cái cảm giác là lạ khi mình ngồi như vậy trong trong khu chánh điện mà yên lặng thanh vắng, cảm giác lạ lắm. Thấy nó có vẻ thành kính tôn nghiêm, mà nhắc nhở cho mình. Chúng tôi thấy đó là cái kinh nghiệm, mà không phải chỉ có ở đây đâu, mà có những khi chúng tôi đi 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 du lịch, đi qua những cái nơi khác, đi qua miền Đông nước Úc hoặc là đi Mỹ này nọ, mình hoặc là về Việt Nam nữa, nhưng mà bà và chúng tôi thường tránh những cái ngày thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày lễ. Đến ngày thường đến xong thì mình gặp, nếu gặp sư thì càng tốt, không gặp thì cũng không sao, chỉ xin phép đi vào lễ Phật ở trong chánh điện thôi, không cần phải thắp nhang gì hết, mình chỉ lễ lại ba lại rồi mình ngồi đó, mình theo dõi hơi thở 5-10 phút, thấy lạ lắm, có cái cảm giác rất lạ, hoan hỷ và an tịnh vô cùng. Thì đó là Đức Phật khuyên chúng ta tới một cái nơi thanh vắng, mình ngồi xuống xếp chân thế kiết già,
Thì ở đây thì ngài Adalayo nói rằng có lẽ chỉ ngồi xếp chân thôi, nếu mà mình lớn tuổi hoặc không quen thì có thể ngồi trên ghế cũng được, hoặc là mình ngồi trong cái bồ đoàn, hoặc có một cái nệm, có một cái gối để mà kê mông cho nó, cái giúp cho cái lưng mình thẳng lên thì cũng được. Rồi thì trong cái lời khuyên của ngài đó thì ngài nói chúng ta sau khi ta tới một cái chỗ và tương đối vắng vẻ hay là trong phòng, mình ngồi xuống xong rồi đó mình tự nói với mình: bây tôi xin hành thiền 5 phút hoặc là 10 phút hoặc là 30 phút, trong cái suốt thời gian này thì tôi sẽ tạm thời gạt bỏ mọi chuyện lo âu phiền muộn tính toán này kia, bởi vì 5-10 phút thì cũng không thay đổi được gì của thế gian hết, nhưng mà nó là quan trọng cho mình, mình phải tự nói như vậy mới được, chứ không phải ngồi xuống là theo dõi hay lỡ, thì mình phải tự nhắc dù với chính mình. Rồi sau đó là cái mình ngồi xuống, có thể mình ngồi cái thế nào đó, mình nhìn lại cái thế ngồi của mình, thấy rằng là được. Đôi khi cần có, chúng tôi ngồi bây giờ là phải ngồi kiểu xếp chân kiểu miếng điện thôi, chứ không có biết bán già kiết già gì nữa, cái chân cái đầu gối nó bây giờ nó cứng rồi. Rồi có thể kê thêm hai cái gối nhỏ ở hai đầu gối nữa, là gối mình nhiều khi mà không có chạm mặt đất được này. Rồi đó mình ngồi như vậy, mình cảm thấy cái thân mình vững vàng. Rồi cái mình tự nguyện đó, phải có một cái lời nguyện nhỏ. Đó là lời khuyên của ngài Na La Vô mà mình chúng tôi áp dụng thấy đúng. Tức là mình nguyện là để cho mình ngồi, để cho mình làm một cái bước nhỏ thôi để tiến tới cái con đường giác ngộ giải thoát. Rồi mình nghĩ tới Đức Phật. Lúc đó, trước đó thì mình đã tụng kinh niệm tam bảo rồi, nhưng mà bây giờ mình phải tưởng đến Đức Phật, mình nghĩ tới lời dạy của ngài, mình tri ân ngài, và mình cũng nghĩ rằng Đức Phật lúc nào cũng ngồi niệm hơi thở, ngay cả bản thân của ngài, ngài cũng niệm hơi thở. Bây giờ là mình đi theo cái gương của ngài, mình cũng tập niệm hơi thở, tạo thêm cho mình một cái sự hoan hỷ và cái lòng tin, để mình thấy được cái sự tầm quan trọng của cái công phu ngồi hành thiền theo dõi hơi thở của mình. Đó là những cái yếu tố tâm lý thôi. Rồi bây giờ muốn để giữ thân thẳng á, sau đó rồi thì mình đưa tâm, mình chú tâm vào trong cái xương sống, từ ở dưới mông mình đưa đi lên theo cái cột xương sống, đi từ từ theo dõi từ từ những cái cảm giác cái cột xương sống của mình, từ đưa lên thẳng lên tới lưng, rồi lên tới cổ, rồi lên tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu đi xuống, theo dõi nha, giống như mình quét xương sống. Mà khi mình theo dõi những cái cảm giác, những cảm thọ như vậy, tự nhiên cái lưng mình nó thẳng thôi. Nó lạ lắm, các anh chị thử làm, chúng tôi thử làm thấy đúng chứ không phải sai. Nhiều khi cái lưng mình cong, hoặc là mình ngồi mình cú gục ra, mình không có để tâm vào trong cái xương sống. Bây giờ mình ngồi mình chỉ để tâm theo dõi cái xương sống mình, từ từ, từ dưới đi lên trên. Mông đi lần lần tới thắt lưng, rồi lên lưng, rồi lên gáy cổ, rồi lên đỉnh đầu, rồi đi từ đỉnh đầu đi xuống. Mình quét lên quét xuống vài ba lần như vậy, nhưng thấy cái lưng mình lúc nào nó cũng thẳng, thì cái lưng mình nó phản ứng lạ nhẹ nhàng. Rồi lúc đó tiếp nữa là theo một cái hành động tiếp nữa là mình nhìn lại hơi thở, mình hít vào thở ra chậm chậm. Tức là mình đem tâm về ngay tại lúc này, cái nơi chốn này, không có cái tâm mà không phải chạy lang thang nữa. Chỉ ba hơi thôi, ba hơi thật sâu, rồi trở và buông nó ra, thở về tự nhiên. Khi mà mình buông nó ra, mình thở tự nhiên, cái mình thấy nó thay đổi, hơi thở nó nhẹ từ từ, từ từ. Mình theo dõi cái tiến trình đó. Tức là mình có lúc nào có lập niệm. Rồi mình biết, mình thở ra, rồi thở vào, thở ra, thở vào. Mình biết được là mình lúc đó mình có coi là tại sao mình biết cái hơi thở, tức là mình tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi 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 ngày, cái thân thể mình nó khác, có khi mình thấy được biết được hơi thở là bởi vì có một cái cảm giác ở cái trong cái lỗ mũi của mình, cái sống mũi của mình nhột, cái tổng sát đó nó có cái nhột nhột hay là một cái cảm giác như va chạm ở trong cái sống mũi của mình. Hoặc là mình thấy có cái sự thay đổi nhiệt độ khi cái luồng hơi đi vào nó mát, luồng hơi đi ra nó ấm ngay tại cái lỗ mũi. Hoặc là mình có nghe cái tiếng nhỏ sột soạt như thế nào, mình biết mình thở.
Và có khi chẳng hạn như ngày nào mình bị cảm, bị nghẹt mũi, mình không có theo dõi được thì mình theo dõi hơi thở ở cái cổ, ở trong cái cổ của mình, hoặc là ngực, hoặc ở bụng, mình thấy di chuyển phồng xẹp, mình biết mình đang thở. Hoặc là đôi khi mình theo dõi cả toàn thân, mình thấy cái thân mình nó rung động như thế nào theo cái luồng hơi thở đi vào đi ra thì là mình biết. Thì là mình giữ niệm. Và lúc đó thì bắt đầu qua cái giai đoạn thứ hai, tức là bắt đầu mình quán thân. Hoặc trong khi thở ra dài, vì ấy vẫn biết tôi thở ra dài. Hoặc trong khi thở vào dài, vì ấy vẫn biết tôi thở vào dài. Hoặc trong khi thở ra ngắn, vì ấy nhận biết tôi thở ra ngắn. Hoặc trong khi thở vào ngắn, vì ấy nhận biết tôi thở vào ngắn. Ở đây là mình không có bắt hơi thở nữa, mà để nó thở tự nhiên. Mình thở tự nhiên nhưng mà mình biết cái nào dài, cái nào ngắn, mà thế nào là dài, thế nào là ngắn, mỗi người phải tự định nghĩa. Mà mình nói ra như vậy thôi, nhưng mà mình phải tự định nghĩa, tự biết hơi thở như thế nào là dài, mà thế nào là ngắn. Mỗi người có một cái tiêu chuẩn riêng, nhưng mình biết. Rõ thành ra Đức Phật dùng cái chữ nhận biết ở đây. Mình biết, biết từ khi mình mới sanh cho tới giờ, không có định nghĩa được, mà mình biết mình thở vào hay thở ra, và thở vào ngắn hay là dài, phải biết. Rồi lúc đó là mình theo hai cái giai đoạn, hai cái bước đầu tiên. Vì ấy tập luyện qua cái bước thứ ba, vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập luyện có cảm giác toàn thân thở vào. Ở đây có mấy chữ mình cần phải ghi nhận. Bắt đầu ở đây, bắt đầu từ đây trở đi là tập luyện rồi, chứ không phải biết rồi. Nó thấy rõ ràng như vậy, bởi vì không phải tự nhiên là biết cái cảm giác toàn thân của mình, cái thân mình như thế nào mình không biết đâu. Mình không để ý tới, mình phải tập rồi mới để ý được. Chứ bình thường mình buông ra là mình không để ý. Bây giờ là toàn thân thì có hai cách giờ định nghĩa cái toàn thân ở đây. Có một cái cách trong như trong thanh tịnh đạo thì nói toàn thân, tức là toàn thân hơi thở, tức là bắt đầu từ khi hít vào cho tới khi dừng lại, rồi bắt đầu thở ra cho tới là hết cái hơi thở ra, thì như vậy gọi là toàn thân. Toàn thân là nghĩa toàn thân hơi thở. Một cái giải thích thứ hai mà ngài Anala-yô cũng như ngài Ajahn Brahm được giải thích là toàn thân ở đây là toàn thân thể của mình. Bắt đầu là mình cái hơi thở, khi mình thở vào thở ra cái thân thể mình nó rung động như thế nào, nó phản ứng như thế nào, đó là toàn cái thân của mình. Thay vì mình chỉ tập trung vào một cái ở ngay cái lỗ mũi hay là ở cái lồng ngực thôi ấy, thì bây giờ mình thấy nhìn vào toàn thân thể mình thay đổi như thế nào, nó phản ứng như thế nào theo cái luồng hơi thở. Thì đó là toàn thân. Chúng tôi không biết, để các anh chị thử thôi, nhưng mình cũng không dám nói cái giải thích nào đúng hay sai. Mà cũng có khi dùng cái hơi thở là toàn thân, mà cũng có khi là dùng toàn cái thân vật lý này. Nó tùy theo cái hoàn cảnh này ra. Có vẻ bà phải mà chúng tôi thấy mình có uyển chuyển ở chỗ này, mình linh động ở chỗ này. Rồi tiếp nữa là trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra. Vì ấy tập luyện, vì ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào. Ngài Minh Châu thì dịch ngắn gọn hơn, tức là an tịnh toàn thân tôi sẽ thở, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vào. Nhưng mà đây thì ngài Indachanda đã ngài dịch rộng rãi hơn, ngài dịch có lẽ cho nó sát nghĩa, thành thử đọc ra thấy nó dài hơn, nhưng mà mình hiểu như vậy. Rồi chúng ta phải tập luyện. Sau khi đó rồi, khi cái theo dõi hơi thở một thời gian rồi, cái tự nhiên mình thấy cái thân mình nó không có còn thay đổi nhiều nữa, không có còn là lăn xăn lộn xộn cái thân của mình thôi, chứ không phải cái tâm này. Những cái đau nhức hay là những cái gượng gạo cứng co này nó bắt đầu nó nhuyễn trở lại, nó bắt đầu cái thân nó nhẹ nhàng đi, nó không còn có những cái có cái chuyển động nữa, thì lúc đó là mình hiểu mình phải tập như vậy và mình sẽ thấy được như vậy. Có người thấy rằng nó lân 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 giống như là bay ra khỏi khỏi mặt đất, nhưng mà thật sự không có bay, vẫn còn ở đó, nhưng mà cái cảm giác của mình. Mình thấy biết là cái thân nó an tịnh. Cũng như một cái thí dụ khác mà chúng tôi ở đây chỉ có những người đi bơi mới biết thôi. Bơi là sau khi mỗi ngày chúng tôi đi bơi thì
Trong cái cuối cùng của cái buổi bơi á, thì chúng tôi thường thường thả nổi à, bơi cái thành hồ, đặt cái đầu ở trên cái mép hồ hoặc là đặt cái đầu trên cái phao nổi, rồi buông hai tay hai chân thả nằm ngửa ra, rồi nhờ cái sức đẩy của nước đẩy lên cái thân mình nó lăn 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 lăn, mình không có cản, mình không có cử động gì hết, để vậy khoảng 5-10 phút thấy nó nhẹ cùng à, thì mình biết à, đó là một cái cảm giác tương tự thôi chứ không giống hẳn, cảm giác tương tự khi mà mình an tịnh thân hành. Thì đó là 4 bước đầu tiên. Bây giờ thì qua 4 bước kế, tức là trong cái phần niệm thọ, vị ấy tập luyện có cảm giác hỷ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập luyện có cảm giác hỷ tôi sẽ thở vào, đó là bước thứ tư. Vẫn bước thứ năm, bước thứ sáu là vị ấy tập luyện tôi có cảm giác lạc tôi sẽ thở ra, vị ấy tập luyện có cảm giác lạc tôi sẽ thở vào. À, thì như tại chúng tôi có nói là chữ hỷ và lạc, hỷ là piti, lạc là sukha. À, hai chữ này cũng khó dịch, khó định nghĩa, bởi vì ngay cả trong bài kinh khi mà ngài Tỳ Kheo La Dâu phân tích thì có tùy theo cái ngữ cảnh của bài kinh có thể hiểu khác nhau này. Nhưng mà ở đây mình có thể hiểu một cách tổng quát thôi, tức là cái hỷ là cái trạng thái tâm khi mà cái thân mình nó an tịnh rồi, thấy nhẹ nhẹ nhàng, cũng giống như chúng tôi nói hồi nãy là khi mà mình việc mệt mỏi rồi mình chạy đua hoặc mình leo dốc rồi mình ngừng lại mình thở cho nó hết mệt, thì cái cảm giác khi mình đã hết mệt mỏi rồi cái trạng thái tâm lúc đó thì gọi là hỷ, nhẹ nhàng. Cũng giống như là khi mà mình, chúng tôi nói là khi mà mình bơi rồi khi mình ngừng là mình không bơi nữa, mình thả nổi trên mặt nước lân 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 như vậy, đó là cái trạng thái tâm lúc đó là hỷ. Rồi trạng thái lạc như thế nào, là khi mình không còn, khi mình nhìn qua mình không có theo dõi, không có muốn đắm chìm vào trong, bởi vì khi mình thấy lân lân vậy mình muốn nó lân lân hoài thôi à, nhưng mà mình không có tham, không chạy theo cái cảm giác lân lân đó nữa à, cái tâm không có cái ước muốn rồi đó nữa, mình buông nó ra mình chỉ nhìn trở lại, thì cái tâm này lúc đó là nó nhẹ nhàng, nó không có bị bận rộn, không có có chạy theo bất cứ một cái trạng thái nào, thì cái tâm lúc đó nó gọi là hạnh phúc, đó là lạc, một trạng thái vui nhẹ nhàng của tâm à, trạng thái lạc. Rồi qua cái bước thứ năm, bốn năm thứ thứ sáu thứ bảy ha, thứ bảy vị ấy tập luyện có cảm giác và sự tạo tác của tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập luyện có cảm giác và sự tạo tác của tâm tôi sẽ thở vào. Tạo tác của tâm ở đây là tâm hành, ngài Minh Châu dùng là tâm hành, tức là những cái hành động, những cái sự tác ý muốn này hoặc là cái suy tưởng của tâm về những cái cảm thọ à, lúc đó mình không, mình thấy nhận biết là vậy à, cái tâm nó đang thay đổi, nó theo dõi, nó muốn cái này muốn kia hoặc là nó có cảm nhận, rồi từ đó nó suy tưởng nó ra chuyện này chuyện kia, thì mình phải ghi nhận như vậy à, ghi nhận như vậy, thở ra như vậy là cái luồng hơi thở ra thở vào, thở ra thở vào lúc nào nó cũng là giống như là cái bối cảnh lúc nào mình phải giữ đó, không được có chạy chỗ khác. Bây giờ qua cái bước cuối cùng trong cái bộ bốn này, vị ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập luyện trong khi làm an tịnh sự tạo tác của tâm tôi sẽ thở vào, tức là an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vào, tức là mình phải có một cái sự buông bỏ à, rồi mình thấy được cái tâm nó lần 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 nó lắng đọng xuống theo cái luồng hơi thở ra và thở vào của mình à. Cái điều này thì ngay bản thân chúng tôi thì cũng chỉ thấy nhoáng qua thôi chứ không ở lâu, nó không có gì giữ lâu được, bởi vì mình vẫn là còn là một thiền sinh, vẫn còn đang tập luyện, nhưng mà ít ra mình có một cái hương vị, mình nếm được cái hương vị đó à, hương vị là cái hương vị mình buông bỏ, mình chỉ nhìn chứ mình không có theo dõi à, cũng giống như cái người mình nhìn cái ngọn lửa đó à, mình đốt lửa lên nó tàn rụi, nó còn tro đỏ, rồi từ từ nó nguội lần lần lần, chứ mình không có đổ dầu thêm để cho nó bùng sáng thêm, chỉ nhìn lẳng nhìn cái ngọn lửa tàn thôi à, cái trạng thái đó nó mình không có cho thêm một cái gì nữa, mình chỉ nó vẫn còn mà để cho nó hoạt động, để cho nó tự nhiên vậy, chứ cũng không có đổ nước vào để mình làm nó tắt. Khi mình đổ nước vào mình muốn cho nó nguội để tắt liền là một sự tạo tác, cái này là mình không có làm gì hết
mình chỉ nhìn cái lửa nó tàn dần dần dần, không thêm củi, không thêm dầu, cũng không có đổ nước dập tắt, để tự nhiên như vậy. Giống như là cái hình ảnh của cái ly cà phê, khi mà mình đổ cà phê, bột cà phê, và xin lỗi, đổ những hạt cà phê sai vào trong ly, rồi mình đổ nước sôi vào, khuấy nó lên xong rồi mình buông ra, mình chỉ nhìn nó thôi. Từ từ mấy cái hạt cà phê nó lắng động xuống từ từ như vậy. Đó là cái tiến trình mình theo dõi trong cái phần bộ bốn thứ hai này, tức là cảm giác về hỷ, cảm giác về thọ, cảm giác về tâm hành, và cuối cùng là làm an tịnh tâm hành. Bây giờ chúng ta xin đọc lại cái phần tóm lược. Dựa trên việc hành thiền trước đó để làm an tịnh các hoạt động của thân, như là bước cuối cùng của bộ bốn quán thân, an tịnh thân hành. Tức là bây giờ Ngài ôn lại, Ngài nói rằng đó, bốn bước đầu tiên, tức là mình thở vào, thở ra, mình biết, rồi xong rồi mình làm cái an tịnh cái thâm hành, cái thân của mình như thế nào, không phải có cảm giác toàn thân như thế nào, rồi an tịnh. Đó là cái bước thứ tư trong cái bộ bốn đầu tiên. Và giữa cho khi mà cái mình làm an tịnh cái thân của mình, là an tịnh thân hành rồi, thì qua cái bước tiếp của bộ bốn thứ hai, tức là từ đó là phát sinh ra cái hỷ, khi cái thân mình nó tương đối an xuống, nó không còn nhiều cái cử động, những cái bồn chồn cái cử động của cái thân nữa, thì mình an tịnh. Sự phát sinh của hỷ được cảm nghiệm như là bước đầu tiên của bộ bốn tiếp theo trong pháp quán niệm các cảm thọ. Khi ta càng lúc càng trở nên định tĩnh, cảm nghiệm về hỷ đưa đến sự an lạc của một tâm trí hài lòng và tĩnh lặng. Sau khi mình thấy có cái niềm vui nhẹ nhàng, khi cái tâm mình nó đã lắng, nó không không còn lao xao lộn xộn nữa, nó không có chao đảo nữa rồi, thấy cái hỷ đó, là từ đó mình đừng có bám theo nó, mình phải chuyển sang cái trạng thái của tâm, ghi nhận trạng thái của tâm như thế nào, đừng có bận rộn, đừng có thấy bồn chồn hay là háo hức về cái hỷ đó nữa, không có đắm chìm trong cái hỷ đó, mình chuyển sang cái trạng thái của tâm, tức là mình buông bỏ cái hỷ đó đi, rồi đó mình thấy cái tâm mình lúc đó là nó thỏa mãn, nó hài lòng, không có đòi hỏi gì hết, không có muốn này muốn kia, không có cầu mong gì hết, không vọng mong. Cái điều một cái trở ngại của thiền sinh và bản thân chúng tôi là mình hay đặt tên, muốn bây giờ tôi đã đạt tới cái trạng thái này rồi này kia. Thì khi mình mới và khởi cái tâm mà mình nói rồi mình đặt tên, mình suy tưởng, tức là cái tâm mình nó lộn xộn rồi. Trong cái trạng thái mình chỉ suy tưởng, sau khi mình xả thiền về sau mình hồi tưởng lại rồi mình mới biết rồi. Với lúc đó là đừng có bồn chồn, để thả lỏng cho nó tự nhiên như vậy. Ngay khi hành giả bước lùi lại, sau khi đắm chìm trong niềm vui, trong hỷ, để cảm nghiệm an lạc, hành giả có khả năng bước lùi xa hơn để nhận thức được sự tạo tác của tâm một cách tổng quát. Đó là mình tập. Đây là một trong những cách để mình tập buông xả. Mình không phải là mình chỉ buông xả những cái chuyện buồn phiền thôi. Nhưng mà về sau mình cũng phải xả những cái sự háo hức, những cái sự quan lạc nữa. Để tạo thành được là đỉnh điểm đó là cái tâm xả. Tâm sáng phải tự nhiên mà có, mà phải tập từ từ, từng bước. Thì đây là một trong những bước đầu tiên mình phải tập để làm. Là ý của Ngài Anh Lai Vô nói là mặc dù là mình có cái hỷ, cái sung sướng về thân, nhưng mà mình cũng phải biết lùi lại, đừng có chạy theo, bám theo, theo cái sung sướng đó. Nếu bởi vì mình bám theo đó là mình không bao giờ tiến được lên, tiến xa hơn nữa. Cái cảm giác của chúng ta, ngay bản thân chúng tôi, nhiều khi mình khổ rồi, mình đau nhức này nọ, bây giờ mình thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng, là mình thích, mình muốn như vậy hoài. Nhưng mà nếu mà mình muốn như vậy hoài là mình sẽ khổ, là bởi vì nó không có kéo dài được. Mặc dù có thể kéo dài 5-10 phút, hoặc khi có người đó là cả tiếng đồng hồ, nhưng mà rồi nó cũng phải hết. Mà nếu mà mình muốn nó giữ hoài là tự nhiên sanh ra khổ. Rồi bây giờ mình phải tập. Khi mình đã một thời gian rồi là phải buồn, phải lùi lại, tức là step back, tức là mình bước lại một bước, là không có chạy theo nó. Và khi mình nhìn như vậy, khi mình bước như vậy, thì mình có một cái nhìn bước lùi lại như vậy, mình nhìn thì mình thấy cái tâm mình, cái trạng thái phản ứng của tâm mình, mình hiểu được những nguyên nhân tại sao
Tại sao làm cho cái tâm nó có háo hức, nó muốn giữ cái đó hoài? Tức là do cái tâm tham của mình, tâm vọng mong, tâm tham của mình. Với đặc chú ý ghi nhận nguyên nhân đưa đến sự gia tăng ảo tác của nó, tức là của tâm, và theo dõi các cảm thọ ngay trong hiện tại. À, tức là mình giờ mình khi mình muốn như vậy đó là mình quên đi cái hiện tại, tức là cái cảm thọ của mình. À, đó là cái điều mình cần, mình phải sống trong hiện tại từng khắc từng thời khắc một, rồi chứ không có chạy theo cái cảm giác đó nữa, mình nhìn lại cái cảm thọ ngay bây giờ. Học được cách duy trì nhận thức về tiến trình xảy ra trong tâm giúp tạo nền tảng để làm an dịu tâm, và cuối cùng tâm trí sẽ trở nên an định và tĩnh lặng một cách tự nhiên. À, khi mà mình không còn chạy theo những cái sự khoan khoái, mà cái tâm nó, khi cái thân nó nhẹ nhàng rồi, mình cũng không có chạy theo nó nữa, thì tự nhiên có cái lạc nó đến. Tức là lúc đó cái tâm mình nó không bị bận rộn gì hết, giống như những hạt cà phê nó lắng đọng xuống tới đáy của cái ly rồi, thì cái tâm, thì cái phần trên của ly cà phê mình thấy đó là cái phần mà mình có thể uống được, và nó ngon nhất mình thưởng thức được, à, lắng đọng này. Thì đó là chúng tôi xin giải thích một cái tóm tắt trong cái phần tóm lược, và nhìn đồng hồ thì chúng tôi thấy cũng đã hết giờ, thì xin phép dừng lại ở đây. À, trong khi mà chúng tôi trình bày như vậy chắc chắn có những điều sơ sót, thì cũng mong quý chư Tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây thì xin phép được Phật đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành kính tri ân sư trí đức cũng như quý sư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh, Quỳnh Chánh Ngộ và các anh chị khác đã kiên nhẫn lắng nghe trong suốt 90 phút vừa qua. Như thông báo trong cái buổi nói chuyện ngày đầu, trong buổi nói chuyện đây là cái buổi chia sẻ cuối cùng của chúng tôi trong năm 2019, sau đó chúng tôi phải đi xa không có vào room được, và sẽ trở lại với room vào đầu năm 2020, khoảng tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng năm 2020. Và trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin thành kính chúc tất cả mọi người được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.